Tận chiều tối hôm qua hàng mới về chị ơi. Tận chiều tối hôm qua hàng mới về. Ai xem được chấm bài lên cho em với mọi người. Tỏ làm sao mất tương tác thế chứ này. Cái lần áo ngực lần này em bảo nhá, áo ngực lần này nó là chất sulfazen. Có mà, nó là chất sulfazen, em nói cho mọi người chất này đẹp cực luôn, mỹ mãn luôn. Đẹp không? Những cái này các bạn em nói luôn nha, riêng cái hàng xuất Nhật này các bạn đi vào trong siêu thị các bạn mua nha, nó sẽ có giá dao động là từ 150 đến 300 nghìn. 150 đến 300 nghìn một mẫu, em nói luôn cái hàng này các bạn mặc đi bao sướng luôn, không đẹp không lấy tiền luôn. Đẹp cực luôn, đây là ví dụ như cái bản tôm đang mặc này này. Bà nào mà cứ cái gì nhỉ, cái mỡ ở hai bên ria này ấy, mà nói nhiều ấy, các bạn mặc nha, nó sẽ đẩy hết về đằng trước ngực này cho mọi người luôn, không bao giờ có mỡ phè ở bên ria này luôn. Riêng hàng áo này mặc bao thích luôn. Còn sao, dạo này sao mất tương tác thế nhỉ? Ôi, đẹp lắm, đã bảo hàng này mặc sướng lắm. Lần trước em đã lần lâu em đã bán rồi, đã bán một lần rồi, hai lần gì rồi ấy, em bán lẻ rồi. Các bạn ấy mua về nhá, là đầu tiên bạn em mua thử, có những bạn mua thử của em chỉ lần đầu tiên mua 6 cái. Lần sau mua của em là 15 cái, lần sau nữa mua 12 cái. Ê, cái ren này đẹp mà, ren này mới là su pha ren này đẹp. Có con không có ren. Đấy là su trần, đây là ví dụ như con này này không có ren này. Nhưng mà các chị mặc size bao nhiêu? Mọi người ấy đi, comment lên đi. Có những con su trần, trần không cũng có. Nhưng mà đa phần cái này là su pha ren nó mới đẹp chứ chị. Su pha ren, ren nó còn đắt hơn cả cái. Đấy, dạo này em không like, em mất tương tác thật. Đây đâu có mấy hôm không like, like lẻ cái các bà chạy hết rồi. Đây này, đẹp cực luôn này, size 36 đây này. Con này su trơn đây này, chị thích su trơn này gì? Đúng rồi, mà cái loại này nó không bao giờ bị lồi thịt, chuẩn luôn đấy. Đây này, đẹp không? Con này size 36. 36 đấy. Chất sướng lắm đấy, ở cái loại này các bạn cứ vò thoải mái luôn cho em. Vò thoải mái luôn. Con này size 36 này các bạn nhìn này. Đây, đẹp không? Cái phần bên trong này còn có cả lỗ thông hơi này. Ôi sao làm sao tương tác kém này. Cái chất ren ấy chị ơi, cái chất ren nó nếu mà ví dụ như chị mua cái hàng ren không ấy thì là nó sẽ bị thô cứng. Còn cái loại ren này em cứ đảm bảo cho chị về nhận hàng cho em xem nhá, cầm nó mịn như là ấy, cầm cứ rất là mịn luôn, cực mịn luôn. Mà nào xem được chấm bài lên cho em đi mọi người ơi, rồi em bắt đầu lên like, các bạn xem chia sẻ bài lên cho em nha mọi người nhá. Đây sai bài mấy đây, sai 40 rồi. Ở hàng này hàng xuất Nhật đương nhiên là toàn bộ là phải là còn tem hết. Hàng xuất Nhật toàn bộ là còn tem. Đồng giá 50.000 chị Nam Hồng ơi. Hàng xuất Nhật này các chị đi vào trong siêu thị các chị mua cho em nha. Toàn với cái giá là 150 đến 300.000 một con chứ không bao giờ có giá 50.000 này đâu. Em cũng khẳng định luôn cho các bạn luôn, riêng hàng mặc hàng này nhá, em cho các bạn luôn nha. Các bạn có thể về, nói chung là nếu mà áo cho con bú ấy, chị có thể mặc size 40, size rộng hơn. Tại vì cái này mút mỏng, mút mỏng, đẹp lắm đâu. Ở hàng này không đẹp, em không không lấy tiền đâu. Đây này, đẹp cực luôn đây này. Đây các bạn nhìn không, rất là đẹp luôn. Mùa này nóng nên ra em cũng không thích mặc độn ở bên trong ấy, thế nên ra em hay mặc mỏng. Đây này các bạn, rất là đẹp luôn. Cái này nó mút, mút con này nó chỉ tầm 2 phân thôi này, rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, xem chia sẻ bài đây cho em nha. Đồng giá 50.000 nha các bạn nhé. Có ai mặc size 40 ở đây không? Con này còn có cái gì nhỉ? Con này còn có hạt massage Lalo nha. Riêng các bạn mua cái hàng này của em, các bạn đi ra chợ các bạn nhìn hàng hàng ngoài chợ nha, không bao giờ các bạn mua hàng ngoài chợ nữa, em khẳng định cho các bạn luôn là như thế luôn, không bao giờ mua hàng ngoài chợ nữa. Hàng này nó đẹp lắm, mặc xuống mặc vừa mát này vừa ấy cơ, đủ size cho mọi người nhá, từ 34 cho đến 40 nha các bạn nhá, size từ 34 đến 40 nhưng nhỏ mặc được, tớ ở ngực còn chẳng có ngực kia tớ còn mặc được. Mùa này tôi toàn mặc không mút thôi. Nếu bà nào mà thích mặc mút ấy thì các bạn mặc rộng hơn. À mặc mặc cái nào là mút dày ấy, còn các bà nào mà không thích mút dày ấy thì các bạn mặc những cái mút mỏng. Nói chung là khách của tớ toàn thích mút mỏng thôi. Với lại đa phần cái hàng này ấy, nó sẽ là mút mỏng nhiều. Nó sẽ là mút mỏng nhiều nha mọi người nhá, chứ không có mút dày nhiều đâu, mút dày ít lắm. Đây con này 2 phân rưỡi này. Đã bảo hàng này các bạn cứ nhận hàng đi. Em khẳng định cho các bạn những con này các bạn vào trong shop, vào trong siêu thị mua là 300 nghìn một con này, chứ không bao giờ có giá 50 nghìn đâu. Em khẳng định cho các bạn luôn như là như vậy. Em nói luôn nha, em về 10
Em về 1.000 con, xỉ ôm hết 1.000 con luôn, không để một suất một con nào. Đây nhá, bắt đầu lên level nhá bạn nhá. Con này size 40 đấy, con này đẹp cực luôn. Có size, em đủ size từ 34 cho đến 40 nha. Con này size 40 cho em, mút 2 phân này, 2 phân rưỡi con này cho em nha các bạn nhá. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã mở hàng này. Không đẹp không lấy tiền luôn nha các bạn nhá. Có hạt massage alo. Cái chất chất su pha gen lần này này nó còn đẹp hơn cả su trần luôn. Riêng su pha gen đẹp hơn su trần. Su này các bạn vào trong siêu thị mua 300.000 một con. Rồi nhá, bà nào lấy con này nhá, chốt cho em mã mở hàng cho em. Không đẹp không lấy tiền luôn. Em đảm bảo cho mọi người luôn, nhận hàng chỉ có ưng thôi. Đây nhá, mã mở hàng cho em. Không đẹp không lấy tiền luôn. Không đẹp với giá lại hàng, em nói luôn. Riêng hàng này các bạn đi mua 300.000 nhưng mà riêng mua của em chỉ có 50.000 thôi. Đấy. Các bạn chốt size cho em nha, con này size 40. 40 bát 90 đấy, con này Mai Vũ vừa đấy. Con này đẹp lắm bà nhìn đây này. Đẹp xuất sắc luôn. Ờ đây đợi em cái. Bà nào lấy chốt cho em mã mở hàng nha. Con này là siêu phẩm đấy, cả hình như cả bịch có một chiếc này thôi. Cả bịch có một con này thôi đấy, con này đẹp cực luôn. Đây để em lên size 36 nữa cho. Đây 36 đây này. Đúng rồi, đẹp lắm. Đây size 36 đây nha. Các chị ơi lấy hàng thì chắc chắn lấy hàng giúp em nha. Con này size 2, size 36 quả A cho em. Đây này em nói thật với các bạn đã bảo rồi, các bạn nhận hàng về chỉ có ưng mà thôi. Con này lông đẩy ngược cho em nha. Con này nó mặc các bạn đẩy ngược. Này các bạn nhìn nửa bát này nó đẩy ngược này. Con này size 36 cho em form quả A nha. Cái này vừa mút mỏng vừa mút dày nha. Con này là mút 2 phân, phân rưỡi 2 phân thôi này các bạn này. Đấy, cái này em không có cài khuy, em chỉ rơi cái này không có các bạn nhìn nữa nha. Con này size 36 cho em, bà nào lấy con này chốt cho em mã đen nha. 36 quả A, mã đen cho em nha. Đấy, bà nào ngực nhỏ lấy con này cho em nha các bạn nhé. Mặc size 36 lấy con này này. Con này là bản 3 móc cài nha, bản 3 móc cài cho em. Đã bảo hàng này đẹp cực luôn, đây các bạn nhìn em dương ngược này, các bạn nhìn nó dễ. Đấy, mút này là mút phân rưỡi 2 phân thôi nha các bạn nha. Có đấy Mai Vũ ạ. Rồi con mở hàng này cho. Đúng rồi, size 36 em đọc rồi đấy. Mã này, mã đen cho chị Tiên Kim nha. Rồi cái con này em chốt cho chị Mai Vũ này. Đã ở khách của rồi 36 của chị Tiên Kim này. Mà cái hàng này ấy xỉ về nghìn cái xỉ ôm hết luôn. Tại vì các bạn ấy bán hàng này rồi còn sướng mà các bạn ấy. Cái hàng su pha gen này nó rất là hiếm luôn. Nếu mà cái hàng su không thì rất là nhiều. Su pha gen là cực kỳ hiếm luôn. Tuyên kim này. Rồi, má đen em hết rồi nhá. Rồi em lên con này này, con này phải Mai Vũ mặc vừa này. Thấy xâm lược nhá bạn ơi, thấy xâm lược này. Con này siêu đẹp luôn, con này bản 4 móc cài cho em. Con này bà là mà béo ngang nha. Đây này, con này nó lên đẹp cực luôn, không đẹp cho giả lại hàng cho em nha các bạn nha. Con này siêu phẩm, các bạn đi mua toàn 300.000 một con này thôi. Em bảo rồi lần trước em bán thử nhá, em bán nhá, các khách bảo là chị toàn mua áo 300.000 ở bên ngoài về mặc còn không đẹp bằng áo của em. Toàn bảo thế thôi mà của em vừa mua vừa rẻ vừa đẹp. Em khẳng định luôn đấy, năm nay em dám tự tin với món này cho các bà luôn. Đây nhá, con này nhá, các bạn này, bà làm ngực to lấy con này cho em nha. Con này size 40, bản to 4 móc cài cho em, lông đẩy ngực cho em nhưng mà nó rất là kín. Tại vì sao? Tại vì ở bên này này nó có một cái lớp như này nó lại đấy nó phủ lên rất là kín mà lên ngực rất là đẹp luôn. Ai lấy con này nhá, chốt cho em mã đẹp này, size 40 cho em, không đẹp không lấy tiền nha các bạn nhá. Con này đẹp lắm. Em có nhiều lắm chị Lam Hồng ơi, không phải lo, chị cứ yên tâm đi. Hàng này ấy, em lại về nghìn con nữa cơ, chỉ sợ các chị không chốt được cho em thôi. Chứ còn một hai cái quá đơn giản luôn. Đấy, bà nào lấy con này nhá, chốt cho em mã đẹp nha. Không đẹp không lấy tiền, size 40 cho em nha. Các chị thích màu đen, em đầy màu đen luôn. Đây màu đen tiếp này. Đã bảo đẹp lắm, hàng này em mặc chỉ có sướng thôi. Su pha gen nó đẹp hơn su không nhiều. Đấy, cái này cho bà trẻ trẻ này. Có lại cho bé bú không á, mã đẹp với chị Hoài Dương nha. Nếu mà chị muốn cho bé bú ấy là cái loại bật cúc này thì là cái hàng này không có đâu, tại vì hàng này nó toàn là hàng xịn hàng đẹp, không có cái loại bật cúc để cho con bú đâu, trừ khi là chị mua những cái loại mút mỏng một phân ấy, size 4, nếu mà chị cho con bú thì phải mặc size 40. Mua cái loại một phân ấy thì là mặc cho con bú được, còn nếu mà để một cái loại bật cúc ở đây ra thì không có, cái loại này không có đâu. Rồi con này cho chị gì ấy nhỉ, lại quên mất, chị Hoài Thương nha. Lâu lắm mới thấy chị bảo ủng hộ em đấy, chị Hoài Thương ơi. Đồng giá 50 nha các bà nha. Ai ghi mà em con giá lên phát. Con này là điệu đà nha các bà nha. Con này dành cho các bà trẻ nha. Này,
dành cho những bạn nào trẻ trẻ nhé. Với mặt con này mới đẹp nha các bạn nhé. Đằng sau của nó là như thế này nhá. Để em xem size con này bao nhiêu. Con này là khuy cài đằng trước, con này size 34 đây này. Size 34 cho em mút 2 phân rưỡi nha. Size 34 mút 2 phân rưỡi. Cái khuy này là khuy cài móc trà cài đằng trước nhé các bạn nha. Móc cài trước, các bạn tháo móc ở đằng trước này ra là được nhá. Bạn nào lấy con này nhá, chốt cho em mã dây nha. Mã dây cho em size 34, con này hiệu 360. Con này hiệu 360 nha. Mút con đỏ đấy á, mút con đỏ đấy là mút mỏng. Mút mỏng vừa. Mã dây cho em nha. Nhiều màu lắm, các bạn thích cái món gen màu gì, thích gen hay là thích su trơn hay thích gì, nói chung là đủ các loại đây. Con su trơn con này còn chất chơi thế này, nó con này còn có dạng kéo khóa các bạn ạ. Rồi em cảm ơn chị Hoa Tươi nha, đồng giá 50 cho em nha các bạn nhá. Các bạn mua đi, không phí tiền đâu, em khẳng định cho mọi người luôn, không bao giờ phí tiền của mọi người. Vì sao? Vì hàng này em đã bán mấy lần rồi, khách lần nào mua cũng toàn 10 cái, 15 cái. Mua về cho mẹ hỏi bảo thế mẹ mua này bao tiền? Bảo là con mua có 50.000, lúc em sale nha, lắm lúc em sale hàng nha chỉ có 35.000 với 40.000 một cái, bảo là con mua chỉ có từng này tiền. Bảo là thế mày nói dối à, sao lại làm gì có cái áo nào đẹp mà lại rẻ như này? Đấy, khách toàn là phản hồi của khách bảo với em như thế thôi nha. Rồi này, cái này cho Mạc Quyên này. Rồi em lên con màu kem này. Màu kem cho em nha, cái con này nó có khóa kéo ở đằng trước đây này các bạn này. Nó làm cái khóa kéo ở đây như này nhá. Điệu đà thế như này. Con này bát tròn cho em, con này có bàn tay lưng ngực, con này mút dày, mút 2 phân rưỡi. Từ từ đợi em cái. Mút 2 phân rưỡi nha. Từ từ. Đúng rồi, cảm ơn chị nha. Đây, con này là mút 2 phân rưỡi cho em này các bạn này. Bà nào mút ấy thì lấy con này cho em. Bà nào mà ngực nhỏ ấy, muốn đẩy ngực thì lấy con này cho em nha. Mút 2 phân rưỡi, con này là size cho size 36 phong quả A cho em nha. Size 36 phong quả A, phong này là phong Việt Nam này. Phong này là phong cho những bạn nào mà ngực vừa tầm nhá. Ngực nhỏ ở đây nha các bạn, nhìn là cái su, cái phần su ở đây của nó này mặc rất chi là mát luôn. Đấy, bà nào lấy con này chốt mã kem cho em. Size 36 quả nhỏ nha. Rồi mã kem chốt cho chị Hoài Thương nha. Hoài Thương này. Đây là em cái Hoài Thương nha. Rồi 36 quả A đấy, em lên mút mỏng cho. Đây con này mút mỏng màu kem này. Rồi con này đan dây, các bạn là con này mút mỏng 1 phân thôi này. Mút mỏng 1 phân, con này có gọng nha. Mút mỏng 1 phân có gọng nha. Con này là dây, dây này là dây như thế này. Con này size 36 phong quả A này. Con này là dây cài sau lưng dáng chui qua đầu nha. Đây này, nó vẫn là các cặn vẫn mặc cài ấy, nhưng mà cái vòng dây này của nó này nó sẽ là dây đan bắt chéo cho em nha, dây đan bắt chéo và đằng sau nó là dây như thế này nha. Đấy, con này rất là điệu đà luôn. Con này là size 36 quả A, mút 1 phân nha. Mút 1 phân cho em, con này tính ra tiền Việt của nó là vào 340 360 tiền Việt Nam này. 340 360 tiền Việt Nam luôn nha. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã dây nha. Mã dây cho em, mút 1 phân. Mút 1 phân có gọng nha. Hết rồi các bạn ơi. Mút 1 phân có gọng cho em. Bà lấy con này chốt cho em mã dây size 36 phong quả A. Đây, con này mút mỏng này, bà nào thích 1 phân lấy con này cho em size 38 quả B này. Đây. Đây su trơn đây. Con này nhá, lỗ thông hơi nha các bạn. Mặc cái loại này mà không bát không lấy tiền nha các bạn nha. Em nói thật, riêng cái hàng này á, quay máy giặt tiệt tầm cho em. Vo đi vo lại cái nó lại ra bình thường luôn. Đấy, con này size 38 mút mỏng cho em nha. Phải 38 không? Hình như mình lại nhìn nhầm, mình test chết. Đúng rồi, size này size quả B cho em. Bà nào mặc form 40 lấy con này cho em. À chị Xâm Lược ơi, lấy con này cho con bú này. Con này vặn lên vặn xuống quá ok luôn. Ôi con này form 40, không phải size 38 đâu. Con này form 40. Có cúp ngực, có cúp ngực. Con này size 40 nha. Chị ấy lấy con này đi này, chị Xâm Lược hay là Mai Vũ lấy con này đi này. Em mặc rộng cái này. Size 40, con này cho con bú ok. Bà nào lấy con này chốt hồng cho em này. Chốt hồng cho em. Con này cho con bú ok, tại vì nó mỏng này. Vật lên và xuống là quá ok này. Đấy, mỏng lắm, 1 phân thôi. Lại còn mặc, con này lại còn mặc thông hơi nha các bạn nhé. Mặc thông hơi rất nhiều mát luôn. Má hồng cho em. Nói chung bán cái món này cứ phải giỏ ra giỏ vào lâu lắm. Nhưng mà không đút vào như cũ ấy. Đến lúc like lại là nó khó cho nó mất cái ấy. Là xong mình tìm nó lại khó. Con này size 34 này. Mọi người ơi xem comment nên đi sao lỡ ẩn hay sao. Má hồng cho bà Mai Vũ này.
Đây để em sau lên 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 đem cho. Hai cái em đi đơn nha. Hai cái là đi đơn rồi nha mọi người nhé. Rồi. Con này cho em mua, con này có hạt massage Lalo cho các bạn nha. Cái hạt massage này là em bảo nhá, nó không giống như là cái hàng mà là các bạn mua của Trung Quốc mà hàng Trung Quốc xuất khẩu về Việt Nam đâu nha. Hàng này nó là hàng xuất Nhật cho em. Đâm ra là cái chất lượng của nó nhá, nó là phải đảm bảo cái yêu cầu của bọn Nhật đấy thì là mới xuất được Nhật nha các bạn nhá. Đâm ra cái chất của nó rất là đẹp, nó không giống như là cái hàng Trung Quốc xuất về Việt Nam đâu là hay có những cái hạt gì bên trong đó nha. Là cái này không có như thế nhá, cái này không bao giờ có như thế luôn, xịn cực kỳ luôn. Món quà em vừa like xong, con này size 34 cho em này, size 34 form quả B. Con này có cái bàn tay lông ngực ở bên trong. Con này nó làm mút 2 phân 2 phân rưỡi. Ôi con này lên ngực quá đẹp luôn. Con này lên ngực cực đẹp luôn nha các bạn nha. Bà lấy con này nha, chốt cho em mã gen nha. Con này hàng hiệu này, ôi dồi ôi con này đắt hết. Con này là gần 700.000 tiền Việt Nam các bạn ơi. Gần 700.000 tiền Việt Nam con này hàng hiệu này. Con này lên form ngực đẹp không các bạn, nhìn rất là đẹp luôn này. Đấy bà lấy con này chốt mã gen cho em size 34. Size 34 cho em nha. Cúc ngực á, sao tí chị tìm cho. Chị thấy có cúc ngực á nhưng chị không để ý ở bịch này có hay không. Mã gen cho em, đẹp lắm. Ai mặc size 34 lấy con này đi, con này hàng xịn luôn đấy. Hàng này ra tiền tính ra tiền Việt Nam 700 đấy. Rồi mã gen cho chị ngoài thương này. À, mặc cái loại này chỉ có sướng thôi. Ngoài thương này. Đây em lên con size 40 này, màu kem màu sữa gì đây này. Ui ôi, chất con này thôi rồi luôn, con này chất quá đẹp luôn này. Mút 1 phân cho em nha, bàn tay lông ngực có hạt massage Lalo. Con này không đẹp không lấy tiền nha các bạn nha, size 40. Chị gì ơi, lấy con này đi này, Mai Vũ mấy bà gì đây này, Văn Mai mấy bà. Này, các bạn ơi con này đẹp cực luôn nha, size 40 cho em này. Con này không đẹp không lấy tiền, mút 1 phân cho em nha. Bà lấy con này nha, chốt cho em mã kem. Đây các bạn nhìn này, đẹp cực kỳ luôn nha, mã kem cho em, về sờ cái chất gen của nó xem, không đẹp không lấy tiền. Mã kem cho em nha, mã kem cho em, đẹp lắm, đẹp xuất sắc luôn. Cái hàng này các bạn cứ nhận hàng về đi, em có bảo hành luôn, cực đẹp luôn. Mã kem nha, size 40 đấy ạ. Rồi mã kem cho chị Xâm Lực nha, chị Văn Mai sau rồi. Kem cho chị Xâm Lực, Mai Vũ sau rồi. Đây em còn kem nữa này. Kem này cũng 40 này. Kem này kem sáng màu hơn kem kia này. Kem này sáng màu hơn kem kia nha, kiểu dáng khác này, nhưng con này mút 2 phân nha các bạn nha. Mút 2 phân cho em có hạt có lỗ thông hơi nha. Này đẹp không? Mút 2 phân cho em nha, có lỗ thông hơi. Ủa con này cái loại này co giãn thoải mái cho mọi người nha, con này mặc sướng này. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã sữa nha. Mã sữa cho em cũng form cũng size 40. Mã sữa cho em mút 2 phân. Đây có lỗ thông hơi ở bên trong, chắc ở trên like các bạn nhìn khó nhìn lắm. Đấy bà lấy chốt mã sữa cho em. Suvagen của nó toàn hàng đắt tiền đấy các bạn ạ. Này, riêng các bạn mua của em không bao giờ nhìn cái hàng ở bên ngoài chợ, không bao giờ thèm nhìn luôn. Chỉ có đẹp thôi. 40 mút giày á. Mã sữa cho chị Xâm Lực nha. 40 mút giày hình như là hơi hiếm đấy bà. Đa phần là mút mỏng, mút 1 phân đến 2 phân là cùng thôi. Rồi mã sữa cho chị Xâm Lực nha. Cái loại này nó là Suvagen, các bạn phải nhấn mạnh cho em là Suvagen, chất đẹp hơn là su bình thường và chất đẹp hơn là chất gen. Đẹp lắm, hàng này hàng đắt lắm, nó ra em về nghìn cái khách ôm hết cả nghìn luôn. Chỉ ôm hết nghìn cái là em lên size 36 đi, các bà là hóng size 36 nhiều lại từ bỏ cuộc chơi chết. Để lên xen kẽ nha các bạn nha, đủ size luôn. Ôi, nè. Con này 36 phong quả A cho em, Fagen như thế này nha. Con này mút 2 phân. 36 cho em nha, size 36 form quả A cho em. Này các bạn nhìn đẹp không? Bà nào lấy con này nha, chốt mã đen cho em, size 36 form quả A, mã đen nha. Cái này em chỉ ướm vào người em chứ không có chỉnh được đâu nha các bạn nhá. Bây giờ mà muốn chỉnh thì trong ngực đẩy về đằng trước ấy, là em bảo các bạn khi mặc áo ngực nhá là các bạn kéo cái ngực của mình lên này, là các bạn thả ra tất tần tật có bao nhiêu cái ngực của bạn đẩy hết lên đằng trước rất là đẹp luôn. Đấy, chứ đừng bao giờ là mặc xẹt lên cái là xong, các bạn phải chỉnh ngực thì lên ngực rất là đẹp luôn. Đấy, mã đen cho em size 36 nha. Rồi mã đen này chốt cho chị Nguyễn Huyền này. Nguyễn Huyền. Đây hàng này về mọi người có nhận hàng đáng đồng tiền bát gạo nha. Rất đẹp luôn.
4 mốc cài cho em. Nhưng mà con này, ô con này có đánh sai mã không? Sai có sai 34 không ạ? Ôi, ô đẹp quá này mà nó bị ấy rồi. Con này bán lỗi cho các bạn, mã lỗi này. Kiểu như là vứt ấy là chắc là khi người ta nhuộm phẩm màu lên cái này. Con này sai 34 quả B đấy các bạn ạ. Có nghĩa là màu mới nhá bạn nhá, nhưng mà khi người ta nhuộm phẩm màu ấy chắc là nó bị bắn, chắc người ta làm bắn cái dây nó vào cái một ít cái màu xanh ấy nó vào bên trong cái mặt mút này nhá các bạn nhá. Chứ đảm bảo cho các bạn là hàng mới, con này size 34, ai lấy ai mặc size 34 lấy con này cho em, con này đã nếu không bị lỗi con này nó là siêu phẩm luôn đấy nhá các bạn nhá. Này đẹp không, cái hàng này các bạn mua nhá, toàn 300-400 nghìn một con này. Tại vì em bình thường em thấy có một chị chuyên bán áo ngực, những con này toàn bán đồng giá 399 nghìn một con, đẹp cực luôn, con này rất đẹp luôn nha. Có áo su lon áo gì? Em không biết su lon là su gì, em chỉ biết đây là su gen thôi. Đây nha, con này size 34 cho em nha các bạn nha, bán mã lỗi cho mọi người con này nha, bán 30.000 thôi. Riêng hàng này hàng siêu phẩm, các bạn đi mua ở những line khác, những con này người ta bán 80.000 đấy nha mọi người nha. Nhưng mà đây nó bị bắn cái ấy vào bên trong, nhưng nó không ảnh hưởng gì hết nha, đến chất lượng của sản phẩm đâu. Đấy, bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã siêu phẩm này. Không đẹp không lấy tiền nha các bạn nha, con này quá xịn luôn. Trời, con này quá đẹp luôn các bạn ạ. Bán to 4 móc cài nhá, về nhận hàng cho em xem con này nó có đẹp không nha các bạn nhá. Siêu phẩm đấy, hàng này siêu phẩm đấy. Rồi 30 nha, má này là má siêu phẩm chứ. Đẹp lắm. Trời, đã bảo hôm qua em cắt áo ngực, hôm qua em cắt áo ngực ra nha, em không tưởng tượng được xỉ ôm rồi đấy. Hôm nay bán trộm của xỉ một bao đấy. Chị Thủy mua mỹ này đấy, hôm qua em chốt cho khách rồi đấy. Hôm nay lôi ra một bao bán trộm đấy, xong để mai hàng về lại bù vào cho xỉ đấy. Chứ thực ra là hôm nay bỏ một bao ra bán trộm đấy. Rồi cái con này chốt cho chị Hoài Thương nha. Ở đây này em còn một con kéo khóa này, chị Tiên Kim ơi này. Hình như con lấy chị có được con kéo khóa không này. Con đây đây, con 36 màu đỏ này đi cho đẹp đi, mình thích màu đỏ. 36 phong quá, con này xịn cực luôn này. Hình như con này em nhớ không nhầm, hôm qua em soi như nó hơn 700.000 sao. À đâu, con này là vào 300.000 tiền Việt thôi. Này, đẹp không? Hình như hôm qua soi là con đỏ khác. Đây nha các bạn nha, con này lên form lưng đẩy ngực nha. Size 36 phong quả A cho em, mút 2 phân rưỡi nha các bạn nha. Con này là mút 2 phân rưỡi, mút dày đấy ạ. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã đỏ nha. Mã đỏ cho em. Con này có hạt massage alo ở bên trong nha các bạn nhé. Đấy, có bàn tay lưng ngực luôn. Má đỏ con này lên lưng ngực đẹp lắm. Bản to 4 móc cài cho em nha các bạn nhé. Má đỏ cho em. Rồi má đỏ em chốt cho chị Bình Nguyễn nha. Áo ở hàng này các bạn cứ nhận hàng về đi. Đi vào xong rồi đi vào siêu thị sò thử cái áo 300.000 ở trong siêu thị trông có khác nhau không nha. Đó ở khách của nhà em có một chị khách ấy, chị đấy cũng nhà cũng có điều kiện đấy, tinh mặc áo ngực toàn 300-400 nghìn thôi. Chị nhắn tin cho em, chị mua em rất nhiều, chị nhắn tin qua cho em, chị bảo là chị đi mua những cái áo ngực toàn 300-400 nghìn một cái, nhưng mà mua hàng này của em mặc không khác gì như hàng 300-400 nghìn luôn. Đúng, vì hàng này các bạn vào siêu thị mua là 300 nghìn một con, nhưng đến bên này của em chỉ có 350 nghìn thôi nha các bạn nhá. Rồi đó là chị Bình Nguyễn này, chị Nguyễn gần sau nha. Xem nay của em nói hơi nhiều đấy. Rồi một con màu xanh này. Con này nha. Gì nhỉ? Con này có hàng massage Lalo này, mút 2 phân rưỡi cho em này. Size 36 form quả A nha. Má đỏ em hết rồi. Size 36 form quả A, mút 2 phân 2 phân rưỡi cho em. Con này lên đẹp không? Lên ngực rất là đẹp luôn. Bà nào lấy con này chốt cho em má cốm. Má cốm cho em nha các bạn nha. Con này đây là chẳng qua là mình đang mặc áo trong rồi, nên ra mình không vét được cái ngực của mình lên. Nếu mà mình mặc trần một cái áo này không, các bạn vét cái ngực của các bạn ra trước. Con này lên lưng ngực rất là đẹp luôn. Má cốm nha. Từ từ cho em dừng hình một phút nha, để chốt xỉ cho bà này cái nha. Từ từ đợi em phát cái đã. Rồi má cốm này, má cốm cho chị Tiên Kim nha. Má cốm cho chị Tiên Kim này. Đây để em lên size 40 nữa nha, không các bà hóng 40 lại ấy rồi nha. Trời ơi các bà. Tiên Kim này.
Chị vào live đi chị ơi, tôi đợi em đỡ phải nhắn tin để em trả lời trên live luôn cho. Không thì sau lại phải đợi. Ờ, má cống của chị Tiên Kim rồi nhá, không các bà khác lại phải đợi nhá. Ôi con này siêu phẩm này lên lưng đẩy ngược này. Chị vào live đi chị Huyền ơi. Ờ, con này size 36 cho em nha. Con này chất đẹp lắm luôn. Size 36 cho em này, lưng đẩy ngược con này mút 2 phân 2 phân rưỡi nha. Mút 2 phân 2 phân rưỡi cho em, lưng đẩy ngược cho em này. Ai lấy con này nhá, chốt cho em mã sữa. Này con này lên đẩy ngược rất là đẹp luôn. Bà làm một ngực tròn, một ngực to mà đẩy cái quả này lên thì chắc là đi ra đường, nếu mà mặc cái loại áo khoét cổ hơi sâu một tí đi ra đường kéo đàn ông nhìn này, tét mắt. Má size 36 cho em nha. 36 mút 2 phân rưỡi cho em, bản to 4 móc cài. Cái này này rất là đẹp, má sữa cho em nha, của chị Hoài Thương. Chị Hoài Thương ơi, em còn nguyên bao, chị muốn lấy 1.000 con em cũng có nha chị Hoài Thương nha. Muốn lấy bao nhiêu thì ấy nha, má sữa hết rồi. Má sữa của chị Hoài Thương. Chị muốn lấy một bao không? Nào hẳn một bao về một bán. Rồi cho chị Hoài Thương. Giá thì em inbox qua cho chị rồi đấy. Không, sữa của chị Hoài Thương rồi nha chị nhá. Rồi để lên xem size 40 đây, size 40 đây. Size 40 mút mỏng đây này. Má sữa em hết rồi. Con này mút 2 phân 2 phân rưỡi size 40 cho em. Con này mà không đẹp không còn con gì đẹp hơn con này nữa. Chứ đẹp từ chất đẹp đi nha các bạn nhá. Ai lấy con này cho em nha. Con này mút 2 phân nha các bạn nhá. Nhưng mà con này mềm lắm, các bạn muốn mặc cho con bú nha. Vén lên vén xuống nè. Một bao là 100 con nha chị nhá, không có bao 1.000. Ý em hỏi là chị muốn kể cả chị lấy 1.000 con cũng có. Đây là 100, một bao là 100 con nhá. Ai lấy con này chốt mã 40 cho em, mút 2 phân nha các bạn nhá, con này đẹp lắm. Đây em để gần cho các bạn nhìn xem không. Cái hàng này các bạn nhìn nhá, hàng của nó cực kỳ sang, nó không khác gì như hàng của cái bọn người mẫu nó hay mặc, nó chụp ảnh quảng cáo áo ngực ấy, kiểu thế đấy, rất là đẹp luôn. Hàng này đã bỏ rồi, các bạn cứ nhận hàng rồi đi, không đẹp không lấy tiền nha. Mã sữa nha. À đâu, mã 40 chứ. Má 40 nha, 40 chốt cho chị Văn Mai nha. Bà xâm lực sai mã rồi. 50. Đấy, bác ghi đấy. Rồi chốt lấy cho chị Văn Mai này. Má kem hết rồi. Rồi, à đây này, em còn một con nữa này. Con này lúc đầu bà Mai Vũ bà chốt là siêu phẩm. Em tưởng có một con, kiện này có hai con liền luôn này. Đây này, hàng này các bạn về xòi cho em. Cái chất su này của nó các bạn nhìn không? Đẹp và sang cực kỳ luôn. Con này size 40 cho em, có hạt mascaralo này, mút 2 phân 2 phân rưỡi này. Con này mút 2 phân 2 phân rưỡi cho em, con này lên ngực mà không đẹp không lấy tiền nha các bạn nhá. Đây rất là đẹp luôn. Bà nào lấy con này nhá, chốt cho em mã gen cho em. Mút 2 phân 2 phân rưỡi size 40 mã gen. Mã gen cho em nhá. Mã gen nhá. Con này chất đẹp lắm. Hả? Hình như có, hình như thấy lên đơn rồi, ok lên đơn rồi. Má gen cho em nha. Rồi em đem con màu hồng có dây này. Ôi con má gen cho chị xâm lực này. Cái loại này nhá, bà nào sành điệu lắm, con này rất là sành điệu nhưng mà mút rất là mỏng, con này điệu đà này. Ai thích điệu đà lấy con này cho em nha. Rồi ok chị nhá, em chỉ có một loại này thôi, em không có loại hai nhá. Này đẹp không? Trời ơi, cái con này hình như các bạn mặc đi biển ăn à, nhưng mà mặc đi biển thế này này hở quá nhỉ. Đẹp lắm. Ờ, mã gen em hết rồi. Con này là size 34 cho em. Trời ơi, con này mút 1 phân luôn nha các bạn. Nhưng con này siêu đẹp luôn này. Ai lấy con này chốt bánh bèo cho em. Này đẹp lắm. Size 34 mút 1 phân. Đẹp từ dáng đẹp đi nha các bạn nha. Chất này. Cái loại này em bảo rồi, các bạn cứ vo thoải mái cho em nha. Nó không sao hết cả luôn. Đây, đẹp cực luôn. Mã gì nhỉ? Má bánh bèo, má bánh bèo nhá. Rồi, má bánh bèo chị Bình Nguyễn, Phương Còi sau nha. Chị Bình Nguyễn lấy ok, à, Bình Nguyễn nhá, ừ đúng rồi, Bình Nguyễn. 40 này, mút lại dày rồi này. À đây này, bà nào thích cúp ngực đây này, bà nào vừa hỏi cúp ngực đây nha. À không vừa, không vừa nhường sang cho Phương Còi. Rồi, bánh bèo cho Phương Còi nha. Ai thích cúp ngực, à không phải cúp ngực, con này nó là dây rút lưng đẩy ngực cho em. Ôi con này nó đẹp lắm các bạn ạ. Con này dáng form thể thao này, hàng hiệu cho em nha. Con này là mua có hạt mascaralo nha, có bàn tay lưng ngực cho em này. Con này có dây rút đẩy ngực lên cho em. Con này là size 34. Size 34 cho em nha, đẹp lắm. Này. Trời ơi,
Con này, ô nhưng con này form 36 vẫn mặc được các bạn ạ. À. Cài quy cài 36 vẫn mặc được. Đây này, bà nào muốn lấy á, các bạn kéo này vào này, nó đẩy hết ngực các bà lên nha. Đấy, kéo vào nó đẩy hết ngực các bà lên. Size 34 form 36 vẫn mang ok con này, 34 36 là mang được. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em mái hiệu. Mái hiệu, con này đẹp cực luôn, mái hiệu cho em nha. Con này là mút 2,5 cân đấy. Mái hiệu nha, mái bèo em hết rồi chị ơi. Các chị ơi xem chia sẻ like lên cho em mới. Rồi ok chị nhá, hôm nào về Bắc Ninh chơi thì cứ gọi điện cho em nha. Rồi, mái hiệu nha, hiệu này, hiệu cho bà Phương còi lên trước này. Phương còi lên trước, dâu tây lên sau, Bình Nguyễn lên sau, Anh Nguyễn lên sau nha. Đã rồi, hàng này các bạn cứ mặc đi, về em đảm bảo cho mọi người nha, không đẹp không lấy tiền luôn. Hàng này cực đẹp luôn. Các bạn đi ra siêu thị mua toàn 300.000 một con này thôi, chứ không bao giờ có giá 50.000 đâu nha. Đây, thêm một con siêu phẩm form bra cho em, cái này size 40. Con này mút 2,5 cân. Này, đẹp không? Con này form bra nha, bà nào ngực to nha. Bản cái gì nhỉ? À, cái mỡ thừa bên này của mọi người to nha. Cái này đẩy hết về đằng trước cho mọi người nha, không hề hở luôn. Các chị là trung trung tuổi, em để ý các chị trung trung tuổi lần trước của em hay mua là hay thích có những kiểu form bra đằng trước như này để nó che cái phần ngực to của mình ấy. Đấy, người ta hay thích cái kiểu này lắm. Con này size 40 cho em nha các bạn. Form 2,5 cân cho em nha. Con này siêu phẩm luôn này đấy. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã số 1. Các bạn đừng đoán mã số 1 cho em nha. Ừ đây để chị kiếm cúc ngực cho. Đây này, cái này của nó này, các bạn nhìn không? Chất sướng cực luôn. Má số 1 cho em nha. Đúng rồi chị không vừa. Cái này là chỉ có bà Mai, bà dâu tây. Rồi con này cho dâu tây này. Đây em kiếm 3 mấy? 36 hả? Con này, ôi giời vẫn xuất con 32 nào. Bọn này lọc kho nào, có con 32 rồi. 34 này. Cúc ngực đây. Bà nào thích cúc ngực đây, lên con cúc ngực cái đã nha các bạn nha. Có 38 đủ size luôn, nhưng con cúc ngực này. Ủa, sao con này không có size à? Trời ơi, cúc à, size 75A, size 34. 75A, size 34, con này size 34 cho em. Con này nhá, cái cúc ngực này nó có cái thanh chống trượt ở hai bên nha các bạn nhá. Thanh chống trượt này không bao giờ bị chống tụt được nha, nó không tụt được. Có bàn tay lâm ngực cho em nha các bạn nhá. Con này size 34 thôi này. Cúc ngực size 34, ai hỏi em cúc ngực cân đấy này. Ưu tiên cho này, size 34. Có thanh chống trượt sẵn rồi nha. Ai hỏi cúc ngực này đấy, ai hỏi cúc ngực này. Em có nhiều lắm chị Châu Nguyễn ơi, yên tâm đi. Thế đâm ra là các chị cứ ấy nha. Ờ, đủ size, ai hỏi cúc ngực này đây. Size 34 thôi nha, rất là đẹp luôn này. Ờ, thế Mạc Quyên đi lấy thì ok nha. Mạc Quyên lấy thì ok. Con này nó là cúc ngực size 34 thôi. Đây để lên từ từ cho các bạn cứ đợi nhá. Con này size 40 này. Từ từ để lên nha. À đây 36 đây. Rồi cúc 34 cho Mạc Quyên này. Đây con này size 34 cho em. À 36. 36 quả A cho em nha. 36 quả A cho em. Mút 2 phân ạ. Mút 2 phân cho em. Size 36 quả A này. Bà nào lấy con này chốt cho em mã đen nha. 36 quả A mã đen cho em. Cực đẹp luôn nha các bạn nhá. Mã đen cho em. Mã đen. Ờ đây, 40 nhiều, yên tâm đi, nhà chị chỉ làm size 34 cho đến 40 thôi, không có 32, thỉnh thoảng không may lẫn một con nữa nha. Không may lẫn một con thôi. Em cũng không biết, bịch này em dở ra còn chưa xem một con gì luôn nha các bạn ạ. Đây nha, má 36 cho em, à má gì nhỉ, má đen size 36 không quả A. Đã bảo hàng này mọi người cứ nhận hàng về đi, nó đẹp mỹ mãn luôn. Hàng này đi mua toàn 300.000 một con thôi, đến nhà em chỉ có 50.000 thôi. Ôi dồi, cái con này 36. Con này mút mỏng 1 phân nha các bạn. Hả? Ôi trời. Sao cái con này nó lại bị bút mực, sao chóm ấy là nó bị cục. Trong kho ấy, kiểu như khi người ta đóng gói ấy các bạn ạ, nó bị kiểu như người ta rút ấy, người ta đóng ấy, không may chắc là người ta kiểm hàng, chắc người đấy cầm bút hay sao. Nó có vạch một cái vết bút mực vào đây này các bạn này. Rồi đen nha, đen cho chị Lam Hồng nha. Đấy, con này bán sale các bạn 30 luôn này. Đẹp không? Size 36 cho em, mút mộng mỏng 1 phân nha. Ai lấy con này chốt cho em mã lỗi 30 này. Mã lỗi 30 cho em nha các bạn nha. Đúng rồi, hàng mới, hàng xuất Nhật chị Thanh Quyên ơi. Hàng này các chị đi vào trong siêu thị mua nha. Toàn 300.000 một con thôi. Đẹp lắm. Bà lấy con này nha, chốt cho em mã lỗi nha. Mã lỗi 30.000. Hả? Có con ấy, có con toàn tiền 7-800 đến 1 triệu một con này đấy chị ạ. Đẹp lắm, nó bảo hàng này. À đây rồi, lên con này đi, con này đẹp lắm luôn này. Con này size 40. Con này mút mỏng 1 phân, mã lỗi chị Bình Nguyễn. Chị gì nhỉ?
Chị sắp lực nhanh lên này, con là chị vừa này, à chị vừa con này này. Con này 40 size 40. Lỗi size 36 chị Bình Nguyễn ơi. Lỗi size 36 em có đọc size kèm theo luôn rồi đấy. Con này cho em nha, nó là size 40 nha các bạn nhá. Size 38 40 mang được vừa con này cho em, mút mỏng 1 phân thôi nha. Ai lấy con này chốt cho em mã sữa. Mã sữa cho em mút mỏng 1 phân thôi, mã sữa. Thấy không ạ? Mã sữa nha. Con mã lỗi đấy là 36 đấy. Mã sữa này, sữa cho chị Sâm Lực, chị Thúy Nga, Thúy Na sau, Mai Vũ sau nha. Rồi 36 tiếp này. Ôi, các bà thích 36 rồi lên liền từ từ phát 36 cho các bà luôn này. Ôi, con này đẹp quá. Con này mút có phân rưỡi đây này. Con này lên đẹp này, con này bản to 4 móc cài đấy. Sao nó đẹp. Này. Ôi, sao 36 này đóng nhầm túi mút. Đẹp không? Ôi con này phải 38 mới vừa các bạn ạ. Con này 38 hình như người ta đóng nhầm túi các bạn ạ. 38 nha, 38 40 mang vừa con này cho em. Con này siêu đẹp luôn nha các bạn nha. Con này thuộc dòng siêu phẩm, người ta vẫn bán 400 nghìn một con đây này. 38 nha, 38 40 mang vừa con này cho em nha. Bạn nào lấy con này nha, lỗi chốt. Rồi lỗi chốt cho chị Lam Hồng, bỏ con lỗi của chị Bình Nguyễn ra chốt sang Lam Hồng. Rồi con lỗi 30 sang cho chị Lam Hồng nha. Đây và là đấy con này nha, chốt cho em mã xanh. Mã xanh cho em size 38 40 mã xanh mút mỏng luôn nha các bạn nha. Mút này có 1 phân thôi. Mút này có 1 phân thôi nha các bạn nha. Bà lấy con này nha, chốt cho em mã xanh. Con này bản to nha các bạn nha. Đấy các bạn nhìn form của nó đẹp không? Đẹp xuất sắc luôn. Mã xanh cho em này. Mút có 1 phân thôi. Cái này con này chị à chị mà thế em thấy tưởng chị không vừa chị xá lại ghi lại cho bà Bình Nguyễn. Rồi mã xanh của chị Văn Mai nha. Ồ rồi mã lỗi của chị. Mã xanh của chị Văn Mai này. Văn Mai. Đúng rồi mã xanh của chị Văn Mai. Lên con màu đỏ đi cho nó rực rỡ. Em chỉ thích màu đỏ thôi. Con này size 38 này. Con này size 38 cho em nha. Size 38 mút phân rưỡi 2 phân. Con này có gì nhỉ? Con này có lỗ thông hơi ở bên trong nha. 85 quả B. Này. Con này là mút mỏng 1 phân thôi nha các bạn nha. Mút mỏng 1 phân đến 1 phân rưỡi. Nhưng con này là size phân quả B cho em. Bà là mặc size 40 lấy con này được nha các bạn nha. 38 40 mang vừa con này cho em mã đỏ. 38 40 mang vừa mã đỏ cho em nha. Này các bạn nhìn đẹp không? Các chị nào mặc size nào nha, chốt chắc cho em nha. Bà nào bác ngực quả to thì ăn lấy cái con này cho em nha. Nếu mà bà nào ngực nhỏ, ngực form A nha, đừng có lấy cái form quả B cho em. Tại vì form quả B là dành cho những bạn nào mà cái bát ngực của các bạn to nha các bạn nha. Thì hãng lấy con này nha các bạn nha. Rồi, đấy, mã đỏ nha. Mã đỏ này là chốt cho chị Thúy La nha. Thúy Na, con này chỉ có 1 phân thôi chị ơi. À 1 phân thôi. Thúy Na này. Đấy em phải nói luôn đấy, hôm sau các bạn về là không vừa đâu đấy. Nó rộng đấy. Thúy Na này, chị Thúy Na ơi, múc qua cho em nha. 36 này. À 34 nha. Con này mút 2 phân rưỡi cho em. Có hạt massage lalo này. Có lưng ngực cho em luôn này. Size 34. Không quá A. Con này đẹp này. Ai mặc size 34 lấy con này đi. 34, 36 mang vừa. 34, 36 đều mang vừa con này cho em nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em mã hoa. Con này đẹp cực luôn này. 34, 36 mang vừa mã hoa cho em. Này con này đẹp lắm. Đẹp không? Mã hoa cho em. Mút 2 phân rưỡi nha. Mã hoa. Không có mút 3 phân đâu em ơi, hàng này không có mút 3 phân đâu, hiếm lắm. Tại vì hàng xuất Nhật. Hàng xuất Nhật của nó không giống như hàng Việt Nam của mình đâu. Mút của nó không có to như thế đâu, hiếm lắm. Đúng rồi, quả này hơi, quả này là quả vừa, quả này là quả A mà. Quả này là quả A thôi, ai vừa con này lấy đi, con này đẹp lắm luôn đấy. Rồi con này lên form bra này, size 40 này. Rồi con này đẹp xuất sắc luôn nha. Này các bạn nhìn nó đẹp không? Từ cái dáng đẹp đi nha. Size 40 cho em. Con này mút của nó là mút 1 phân, 1 phân rưỡi, 2 phân nha các bạn nha. Nói chung là mút 1 phân rưỡi là đẹp đây này. Đấy con này có hàn massage lalo ở bên trong này. Con này có form lên kiểu bờ ra. Ai ngực to lấy con này cho em siêu đẹp luôn. Má hoa cho chị Lam Hồng nha. Con này đẹp cực luôn. Không bà nào không lấy con này này. Em nói thật là phí cực kỳ luôn nha. Này con này size 40 cho em nha các bạn nha. Em mặc không vừa. Em mà không vừa chứ thôi, nhìn mặc lên trên người trông như con hơ, trông kinh cả lên đấy. Mà có xe nhỏ chị Huyền ơi, ai lấy con này nhá, chốt cho em mã siêu phẩm cho em. Đẹp cực con này luôn, bà làm ngực to lấy con này, quá đẹp luôn.
Mút có 1 phân 1 phân rưỡi nha các bạn nha. Cái này con nhập bạn, cái này bà Mai Vũ vừa này, bà Văn Mai vừa này, size 40 lấy con này đi. Con này có mút có một phân thôi. Ôi, má hoa của chị Nam Hồng rồi nha. Đây. Con này đẹp đẹp cực luôn. Con này mã gì nhỉ? Em là con này mã gì? Ủa thế chẳng biết là mặc mã gì luôn. Con này tớ đọc mã gì đấy mọi người? Mã siêu phẩm à? Nếu mà là siêu phẩm thì có bà Su Su nha. Su Su lấy con này thì ok lại cho chị nhá. Con này quá đẹp luôn. Chất xuống lắm. Ba tám này. À em nên con đen này đi. Con đen này size 34 này. Cho chị con đen này đi. Ê từ từ em hỏi này Su Su đã. Su Su em có lấy con đen siêu phẩm đấy không? Nếu mà lấy thì ok. Còn nếu không thì chị nhường ra cho Trông Nguyễn. Đây này, con này đắt nó cực kỳ luôn nha mọi người nha. Con này tính ra gần 700 nghìn tiền Việt này này. Con này 650 này. Khoảng độ tầm 600 này các bạn này. 600 tiền Việt cho em. Con này mút 2 phân. Ok. Chị ơi, Su Su lấy rồi nha. Chị Châu Nguyễn ơi, Su Su lấy rồi. Con này đẹp này. Con này size 34 cho em. Mút 2 phân 2 phân rưỡi nha các bạn nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em má 34 nha. Má 34. Chất su con này đẹp lắm luôn. Chất su đẹp lắm. Size 34 nha. Size 34 cho em, mút 2 phân 2 phân rưỡi nha các bạn nha. Con này bản to 4 móc cài đây này, các bạn nhìn cái su của nó này. Đó, cái su của nó rất là đẹp luôn, su này cực kỳ mát luôn. Mùa hè mà con này bao mát luôn. Cái hàng lần này, ô cái con này đằng trước là loại phối như này nữa này. Đằng trước các bạn không chắc không nhìn thấy cái đằng trước ở đâu. Má gì nhỉ, má 34. Rồi 34 em chốt cho chị gia vị nhà hàng này. Chị ơi có đơn thì inbox qua cho em nha. Đây em lên 36 là, chứ đây là 38 này. Từ từ lên xem con siêu phẩm hoa là size 34 nữa này. Em đủ size mà các chị cứ yên tâm xem lần lượt đi. Đây con này 34 tiếp này, thấy nó hoa hòe lên trước luôn này. Size 34 phong quả A cho em. Con này mút 2 phân 2 phân rưỡi nha. Size 34 cho em phong quả A nha. Mút 2 phân 2 phân rưỡi này. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em má hoa nha. Đây nha mọi người nha. Đây má hoa cho em này. À, các bạn nhìn con này su trơn luôn nha các bạn nha. Con này mặc rất là mát luôn nha. Mã lỗi chị không được đâu chị gì ơi. Chị Bình Nguyễn chị lấy mã lỗi đấy rồi mà. Chị Lam Hồng ơi. Đây 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 lên 36 đây. Có chị thích ra 36 thì từ từ đợi cái. 36 thì này 34 này, 40 này, 38 này. Thì thôi để em tìm 36 cho đây. Toàn 40 còn có 42 nữa ạ. Kia lại còn có cả con size 42 nữa. Cái kẻ đây 36 đây này. Nhiều. Đây 36 đây, từ từ nha các bạn nha. Đây con này size 36 cho em. Mút 2 phân. Size 36 cho em nha. Con này mút 1 phân rưỡi 2 phân đổ lại đây này. Đẹp không? Bà lấy con này chốt cho em mã cốm nha. Size 36 cho em nha. Size 36 cho em mã cốm nha. Đây size 36 mã cốm cho em, mút 2 phân nha các bạn nha. 2 phân quay đầu luôn. Con này bán 3 móc cài đây nha các bạn nhá. Bán 3 móc cài thôi này. Đấy. Mã. Đây. Ôi 36 này lên đẹp lắm. Rồi mã cốm này, mã cốm cho chị Hồng Đỗ nhá. Chị ơi đơn mới inbox qua cho em nha các chị nhá. Cố gắng trước làm sao đủ 2 cái cho em, đồng giá 50.000 nha các bạn nha. Mã cốm em hết rồi, em lên con 36 là đẹp lắm luôn này. Form bra nha, con này không đẹp không lấy tiền nha các bạn. Về sờ với cho em cái gen ở đằng trước lại có đó nhá. Rất chi là đẹp luôn. Con này mút 2 phân rưỡi. Mút 2 phân rưỡi cho em. Con này có hạt nắp Saralo size 36 cho em. Có 40 rất nhiều, em toàn không gọng thôi. Đây nha, size 36 cho em. Bà nào lấy con này nhá, chốt cho em mã hồng. Mã hồng cho em. Hàng su pha gen này nó đẹp lắm. Đông ra bà nào thích thì chốt đi. Vừa con nào thì chốt cho em. Tại vì hàng này á, đẹp hơn su không, đẹp hơn gen. Và hàng này đắt hơn rất là nhiều. Nhưng em vẫn bán giá tri ân cho các bạn là chỉ có 50.000. Bằng giá su thôi nha. Bằng giá su lần trước em bán cho các mọi người thôi. Chứ hàng này các bạn đi like nha. Đi like khác người ta bán hàng si giống như em như thế này. Người ta cũng phải bán những con này phải 80.000. Nhưng các bạn đi vào shop siêu thị mua những con này là 300.000 cho em nha các bạn nhá. Mã hồng này là của chị Tiên Kim nha. Huyền Nguyễn sau. Tiên Kim. Đây 36 tiếp này, 36 phong quả B cho em màu sữa này. Màu kem. Con này mút 3 phân này, bà nào 3 phân lấy con này cho em nha. Này, có hàn mát Saralo này, có lông đẩy ngược cho em nha. Con này phải mút 3 phân nha các bạn nha.
mút 3 cân cho em size 3, size 36 phong quả B. Size 36 phong quả B cho em nha. Ai lấy con này chốt cho em mã sữa. Mã sữa, mã gì nhỉ? Mã hồng á, mã hồng là của bà gì ấy nhỉ? Bà Tuyên Kim. Đây nha, ai lấy chốt mã sữa cho em size 36 nha. Mút 3 phân nha, con này mút dày, mút 3 phân. Mã sữa hay mã kem? Mã sữa này, mã sữa này của bà Ngân Kim này, bà Bình Nguyễn không có được. Bà này toàn đoán sai mã rồi. Rồi của Ngân Kim nha. Ngân Kim này để em tìm 36 tiếp cho. À 36 đen này. 36 đen quả A nha. Ôi này các bạn nhìn này. Đẹp không? Cái này Sufa gen nha các bạn, về xó gen của nó xem, gen của nó đẹp lắm, gen của nó là mềm nhố luôn ấy, chứ nó không phải là giống như cái gen của mình ở chợ mình đâu. Mút 2 cân rưỡi cho em. Con này size 36, mút 2 cân rưỡi cho em nha. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã đẹp nha. Mã đẹp cho em. Hàng này á, về nhận hàng chỉ có ưng thôi các bạn ạ. Rất là đẹp luôn. Sau bao giờ bà nào mà có đồng nghiệp nhiều ấy thì giới thiệu cho em nha. Đẹp lắm. Mã đẹp à? Rồi con này cho chị gì đây nhỉ? Chị gia vị nhà hàng nhá. Chị gia vị nhà hàng này. À đâu? Má đẹp chứ. Má đẹp này là phải có Nguyễn Huyền, Nguyễn Huyền. Má đẹp của chị Nguyễn Huyền, các chị kia toàn gõ má đen nên làm em đọc nhầm mã. Má đen. Có giày size 34 có nhá Phương Thảo ơi. Bà làm một bao về bán đi, hàng này sướng lắm. Chị chỉ mặc size 40 quả B chị. Cần size. Lần này em không bán vải khô nữa à? Em còn nhớ chị, lần trước chị toàn mua của em toàn 20 cân vải một lần, 10 cân vải một lần, 20 cân vải khô một lần, em vẫn nhớ chị. Nhưng mà lần này chị thay ảnh đại diện khác thôi. Sau tí em sẽ nhặt cho kết thúc live chị inbox, à bây giờ chị inbox qua cho em đi. Xong rồi chị lấy size bao nhiêu, mặc size bao nhiêu inbox qua cho em nhặt cho nha chị Châu Nguyễn nha. Tại vì trên live này em cũng không có đọc được. Em không có đọc được hết là lấy size gì với size gì, nên ra là cứ inbox qua cho em. Này các bạn ơi đẹp không? Ủa nhưng mình như con này size khủng à. Size 40 nha, size 40 nhưng mà tận quả B thôi nha các bạn nha. Này các bạn nhìn đẹp không? 40, size 40 quả B cho em. Con này mút của nó dày nha các bạn nha. Con này của nó là mút tận 3 phân nha. 2 phân rưỡi 3 phân này. Size 40 quả B cho em nha. Mút 2 phân rưỡi 3 phân. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã hoa nha. Con này nó phối bờ ra như thế này là để nó che cái phần đẩy ngực. Tại vì đa phần các bạn mặc size 40 rồi đều là phải là ngực to mới mặc size 40. Thì khi nó đẩy phần ngực lên ấy, các bạn nó có cái màng che ở bờ ra ở trên này là che cho cái phần ngực của mọi người ấy, lên là rất đẹp luôn. Đấy, mã gì đấy nhỉ? Mã hoa nha, mã hoa. Đây lại lên 36, khổ quá các bạn. Má hoa cho em này. À đây em còn con cúc ngực cái này. Cúc ngực màu kem này. Lên từ từ lên con cúc ngực màu kem này đã phát đấy nha. Em đã chọn 236. Cúc ngực màu kem cho em nha. Con này có chống trượt ở bên trong. Con này size 34 thôi. Cúc ngực nha các bạn nha. Cúc ngực nha. Size 34 cho em này. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã sữa nha, mã sữa cho em. Cúp ngực size 34 mã sữa, có thanh chống trượt hai bên nha. Mã sữa cho em size 34 đây ạ. Mã sữa. Rồi, cái này cho Mạc Quyên nha. Size 36 tiếp này. Rồi ok chị Thủy nha, sao em nhặt cho. Rồi con này nha, con này có mút 2 phân 3 phân nha các bạn nha. 2 phân đến 3 phân mút này, con này cho em này. Con này có hàng Masanalo, có lưng đẩy ngược size 36 form quả A. Con này đẹp lắm. Size 36 form quả A cho em, mút 2 phân đến 3 phân này. Chị Bình Nguyễn lấy con này đi này. Bà lấy con này nha, chốt cho em mã cốm nha. Mã cốm, mã hoa 40 cho Minh Kim này. Hoa 40 cho Minh Kim. Cốm này cho chị Bình Nguyễn này. Cốm cho chị Bình Nguyễn. Bình Nguyễn nha. Con này bán to 4 quy cài cho em nha. Có 38 em chưa lên đâu. Chưa ai hỏi 38 ra chưa, em chưa lên 38 đấy. Cứ chỉ thấy 36 và 40 rồi. Rồi con này của chị Bình Nguyễn này. Ôi con gen này đẹp lắm luôn này. Chẳng biết size bao nhiêu này. Ôi đẹp quá này. Size 36 này. Con này điệu đà chưa. Nhưng con này bắt quả nhỏ. Con này dây đan chéo. Ôi con này đẹp quá. Điệu đà thế. Ôi con này bị lỗi rồi. Con này lỗi ở kho rồi, thôi con này bỏ qua ra để sau giặt. Con này chắc em vừa để mặc.
Để xem nào. Cái này nó bị lỗi rồi các bạn ạ. Ôi con này để sau để giặt. Để em giặt lại nhá. Cái này nó bị lỗi kiểu như vứt ở trong kho ấy các bạn ạ. Con này bà nào chốt hụt con này em vẫn còn 36 này. À đây con này lên con này đi, con này đẹp quá này. Ui con này tận cơ 42. Con kem hồng này nó bị lỗi rồi các chị ơi, để em giặt. Ôi con này ai cho con bú đấy con này cho em. Ui con này cũng hút một phân thôi nhưng mà sẵn size 40. Ủa con này đắt thế. Con này của nó rơi vào khoảng gần 700 nghìn này các bạn này. Gần 700 nghìn cho em nhưng mà so phân 42 nhờ. Ở đây có ai ngực khủng không? Ngực khủng cho em nha, size 42 cho em. Mút mỏng hơn cả mút một phân ấy. Đấy, mút rất chỉ là mỏng. Con này hàng hiệu gần 700 nghìn thiệt Việt Nam này. Ai lấy con này chốt mã hiệu cho em nha, size 42 đấy. Con này tận size 42 nha các bạn nha. Đẹp lắm, hàng hiệu. Size 42 cho em, bên trong của nó có cái lỗ thông hơi nha các bạn nha. Có lỗ thông hơi. Cái búi là túi của nó đâu mất rồi. Bà đã nhìn thấy cốm dưới đùi rồi. Máy hiệu cho bà Mai Vũ nha. Con này size 34 phong quả C. Con này không đẹp không lấy tiền. Ai mặc phong 36 lấy con này cho em nha. Mút 1 phân 2, 1 phân 1 phân rưỡi đây này. Con này size 34 quả C thì 36 sẽ mặc được con này nha các bạn nha. 34, 36 mang vừa. 36 nhỏ thôi nha, chứ bằng 36 to nha. 36 to là không mặc được đâu nha. Con này chỉ 34 thôi. 34, 36 nha. 36 form quả A, còn 34 form quả C. Con này cho em nên form đẹp này. Ai lấy con này chốt cho em má lá nha. Má lá cho em, con này chỉ mút cho bà nào. Này, đẹp không? Mút 1 phân. Mút 1 phân cho em nha, xinh không? Đấy, quá đẹp luôn. Size 34 nha, 34 quả C đấy. Size 34 ấy là quả C, em hay nói quả B, quả C, quả B, quả C ấy là dành cho những cái bạn nào cái bát ngực của người ta to ấy, thì người ta mới mặc cái bộ form quả B, quả C. Còn nếu bạn nào mà bát ngực thường thì mặc quả A cho em nha. Đấy, mã lá này, lá cho chị Ngân Kim này. Bà thích màu xanh như thế à? Chưa nhìn thấy, em có con màu đen pha ấy là đẹp quá này. Ôi con này đẹp này, con này size 38 này. Con này đẹp này các bạn này. Ơ nếu thấy thì tớ để cho. Con này đẹp lắm luôn. Ủa con này xịn này. Màu sang. Ủa các bạn ơi, màu con này đẹp lắm, ở bên ngoài nó sang. Con này mút 1 phân thôi. Có hàn mát Saralo, có lông đẩy ngược cho em size 38 nhậu. Con này đẹp lắm. Con này nhìn màu bên ngoài nó sang lắm. Này, các bạn đẹp lắm. 38 nha. 38 mang vừa con này cho em nha. Size 38 không quả A cho em thôi này. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã hiệu nha. 38 quả A mã hiệu cho em, mút mỏng 1 phân thôi nha các bạn nha. Có hàn mát Saralo, con này đẹp lắm. Ở bên ngoài nó màu, nó màu đây là các bạn nhìn, nó có một cái màng lưới ở đây nhưng mà bên trong của nó là màu than, màu xanh như thế nha. Mã gì nhỉ? Mã hiệu nha. Đẹp không? Đó, quá đẹp luôn con này. Có phải em nhìn con đấy 36 nhỉ hay là 38 nhỉ? 38. Không phải, sao đến lúc lại nhầm. Rồi máy hiệu này, hiệu cho bà gì nhỉ? Bà Thùy La nha, hiệu cho bà Thùy La, bà Văn Mai sau này. Thùy La này. Đây là em vẫn còn 42 nữa này. Đây con này, có con này giống như này vẫn còn đây này. Có lên con màu đỏ che chết rồi đi. Con này là được màu đỏ gạch size 34 này. Rồi đẹp không? Con này quá đẹp luôn, size 34. Ai mặc 34 lấy con này cho em. Mút của nó là mút 2 phân rưỡi 3 phân này. Con này đẹp lắm. Màu này hơi bị lạ luôn. Các bạn đi ra ngoài chợ có bao giờ nhìn thấy cái màu này không? Không bao giờ có cái màu này luôn nha. Con này nó là size 34 cho em, phong quả A nha. Con này lên đẹp lắm này. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã gạch nha. Con này màu đỏ gạch này, con này đẹp lắm. Hay là màu hộp đất không biết. Hay là màu gì không biết, không phải màu đỏ đất. Màu đất lung. Đúng rồi. Con này màu rất là lạ luôn nha các bạn nha. Ai lấy cái này chốt cho em mã gạch size 34. Em bán hàng chắc về còn độ tầm, nếu mà em bán lẻ còn độ tầm hơn nghìn con áo ngực rồi, nhưng mà em chưa bao giờ nhìn thấy con nào có cái màu như thế này luôn. Em khẳng định luôn là chưa có cái màu nào như thế này luôn. Em bán hơn nghìn con rồi đấy, trước em bán mấy like, 2 like hay 3 like gì hơn nghìn con áo ngực đấy. Mà lấy cái gì nhỉ? Chốt mã gì nhỉ? Mã gạch. Không vừa. Con này đẹp mà nhiều người không vừa. Mã gạch nha, bỏ qua nha. 38 này, 38 màu xanh này đẹp lắm này. Bà nào vừa hỏi màu xanh này hay màu xanh kia nhỉ? Tôi nãy là màu xanh kia, màu xanh khác. Đây các bạn nhìn con này nha. Các bạn về xem các bạn đi mua cái con 400 nghìn có giống con này không nha các bạn nhá. Này đẹp cực luôn, size 38. Mút 2 phân. Size 36, 38 mang được con này nha các bạn nha.
size 36, 38 là mang vừa. 38 nhỏ đấy, không phải 38 to đâu nha. Tại vì em kéo vào như này là em thấy con này là em mặc ấy là vừa, gần như vừa khít luôn. Thế đâm ra là con này chỉ 36, 38 nhỏ đấy nha các bạn. Nhưng con này lên vừa đẹp lắm này. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã gì nhỉ? Mã đẹp đi, mã đẹp nha. Size 36, 38 nhỏ. Mã đẹp cho em nha, xuất sắc luôn các bạn ạ. À, hàng này các bạn đi mua không bao giờ đụng với ai cả. Con này bản to 4 móc cài cho em này. Lâu không like ấy, mất hết tương tác rồi, chẳng có người xem mấy. Để đọc có thấy 9, 10, 11 người xem này. Size 36 này, mã đẹp của chị Văn Mai nha. Size 36 cho em. Con này này đẹp không? Con này không đẹp còn con gì đẹp nữa. Con này là cái gì ấy nhỉ? Mút 2 phân rưỡi nhá các bạn nha. Mút 2 phân rưỡi cho em. Size 36 nha. Mút 2 phân rưỡi size 36 form quả A nha. Con này là quả A. Đây, con này quá đẹp luôn. Bạn nào lấy con này nha, chốt cho em mã số 10. Chốt cho em mã số 10 nha. Size 36 form quả A mã số 10. Mã số 10 cho em. Con này bản 3 móc cài nha. Bản 3 móc cài mã số 10. Mã số 10. Các chị toàn chốt đẹp mới lại chốt đỏ với gì kia. Không, chốt đấy, chốt đoán mã. Rồi, số 10 chị Bình Nguyễn này. Con này size 34 cho em, mút 2 phân rưỡi này. Size 34 cho em, mút 2 phân rưỡi nha. Con này lên đẩy ngược cho em rất là đẹp luôn. Màu lấy chốt mã đen cho em, mút 2 phân rưỡi 3 phân. Con này mút 2 phân rưỡi 3 phân cho em nha. Lên mã đen cho em này, con này đẹp. Con này có hàn mascara lô ở bên trong nha các bạn nha. Quá đẹp luôn. Vừa lưng đẩy ngược dưới. Ai mặc 34 lấy con này cho em lên form đẹp bản to 4 móc cài cho em. Đây nha. Cái bản này là bản to, riêng bản to 4 móc cài là nó đã định hình ở cái phần bên ria này cho mọi người. Nên là bà nào có béo phần ngang nên là không bao giờ lo bị phòi nha. Riêng cái bà nào béo phần ngang cứ lấy bản to cho em. À, con này nó pha đính kim sa như là đẹp cực luôn. Size 34 đấy, 34 tớ đang like này Thùy Dương ơi. Con này đẹp này, lấy đi. 34 đấy. Không có 35 đâu, hàng này không có 3, hàng xuất Nhật đấy không có 35, chỉ có 34, 36, 38, 40, 42, không có 35. Không có những cái size nẻ, con này size 40 này, con này đẹp này. Số 10 em hết rồi, chị Đỗ, hàng Đỗ ơi. Này, đẹp không? Mút 1 phân cho em, con này mềm mịn nha, size 40. Má đen cho Lê Phương Thảo này, con này đẹp cực luôn. Size 40 nha các bạn nha. 40 một mớ còn mang vừa con này. Có mút 1 phân thôi. Ai lấy con này chốt cho em má kem nha. Má kem cho em này. Đẹp xuất sắc con này luôn. Mút 1 phân thôi nha các bạn nha. Nè các bạn nhìn áo ngực này. Có chẳng sao hết luôn nha các bạn. Bật đi. Má gì nhỉ? Má kem. Rồi cho Mai Vũ nha. Đẹp không? Mai Vũ này. Mút mỏng. Rồi em lên tiếp con 38, con này siêu phẩm luôn nha các bạn nha, rất là đẹp luôn. Cái form này còn nó đẹp nha các bạn ạ. Chị Văn Mai sau rồi, đây con này size 38 nha, rất là đẹp luôn. Form này còn nó lên form đẹp. Con này size mút 3 phân đổ lại nha các bạn nha. 2 phân rưỡi 3 phân cho em size 38 nha các bạn nha. Đây, con này size 38, con này lên sẽ lưng đẩy ngược cho em nha. Lưng đẩy ngược và tạo khe cho em này, bà lấy con này nha. Chốt cho em mã 38 đi. Chốt mã 38 cho em, mút 2 phân rưỡi, 2 phân rưỡi đến 3 phân cho em nha. Mã 38. Mã 38 cho em, mút bản to 4 móc cài cho em nha. Đây các bạn nhìn nào đẹp không? Rất là đẹp luôn. Đen lưng ngực không? Cô bé tẹo có. Các bạn mặc áo ngực nhá. 36 đi bạn. Ồ đây lại lên 36 nào. Ôi cái này là mã gì nhỉ? Chào Hồng Quân nha em ơi. Cái này mã gì ấy nhỉ? Mãi quên mã rồi. Mã 38. Mã 38 nhá. Chị Bình Nguyễn ơi lấy thì chốt mã 38. Con này đẹp lắm. Bà là không chốt bỏ qua là phí đấy. Con này chắc xuống. Đấy, em đây một con beo này. Bạn lấy này 38 rồi. 38. 38 em có khúc có dây rút ở ngực chỗ này. Hết 36 rồi đây rồi. À đây 36 rồi. Ô ẩn mã à? 38 rồi, 38 cho Minh Kim nha. Con này đẹp lắm em ạ, lấy đi. Minh Kim. Có cả tiên kim. Ừ, có cả tiên kim. Ôi dồi ôi, con này hàng hiệu à. Trời ơi.
Đúng thật, con này hàng cũng ai lấy con này nhá, mút 4 phân cho em, 3 4 phân bà nào vừa hỏi này. Size 36 mút 3 4 phân này. À, con này gần 700.000 tiền Việt, khoảng tầm 600 này, 600 đến 600 mấy tiền Việt đây này. Con này là size 36 cho em, mút tận 4 phân đấy các bạn ạ. Lâm ngực nhá, con này sẽ lên là lâm ngực cho em, mút 4 phân nhá các bạn nha. Đấy. Ai lấy con này, nhưng mà con này nó mềm lắm các bạn, mà con này sướng lắm. Vào lấy con này nhá, chốt cho em mã 34. Chốt cho em mã 34. Con này là size 36 nhưng mà chốt mã 34 cho em nha. Size 36, chốt mã 34, mút 4 phân cho em. Con này chất mềm, sướng lắm. Chất con này sướng giá man hơn luôn. Đúng là đẹp của khách hàng này, tính ra gần 700.000, quá đẹp con này luôn. Rồi mã 34 chốt cho chị Nguyễn Huyền này. Nguyễn Huyền nha, đẹp lắm. Chất con này về mặc xem nó sướng đã đời luôn, cái chưa cái chất con này này. Nguyễn Huyền nha. Rồi em đem con size 40 thế này, con này cũng đẹp này. Đã bỏ hàng này các bạn cứ về nhận hàng thì nó xuống thôi, đẹp lắm. Ôi con này to nha, con này 40 nha, 40 quả C đấy. Ai bảo 40 quả B quả C này, có lông ngực cho, à có mát xa la lô cho em, mút mỏng 1 phân cho em nha. Con này bà Mai Vũ, bà gì nhỉ? Mai Vũ, Văn Mai rồi các kiểu đây là vừa đây này. Minh Lý đâu, nhưng mà con này chỉ hút mút có 1 phân thôi, con này lên đẹp thôi. Đây các bạn nhìn nhá, rất là đẹp, con này lên đẹp nha. Size 40 cho em, mút mỏng 1 phân nha. Ai lấy con này chốt cho em mã 40. Con này không đẹp không lấy tiền, ai đang cho con bú lấy con này cho em nha. Mặc cho con bú ok. Nhá, mã 40 cho em. Con này đẹp, xịn sò. Cũng là cái hàng này các bạn có đi ra ngoài cần gì phải đi ra vào siêu thị mua tận 400.000 cái áo làm gì, 300-400.000 cái áo làm gì. Mua hàng này về không khác gì như thế luôn. Chất ngang nhau nha các bạn nha. Mã 40, mã 34 em hết rồi chị Hồng Đỗ ơi. Đây em lên 34 nữa cho xem kẽ luôn cho các bạn. Hồng Đỗ 40 su su. 40 su su nha. Em lên một con beo size 38 này. Beo 38 mút 1 phân, ai đang cho con bú lấy con này cho em nha các bạn nha. Này sướng không? Đã bỏ hàng áo ngực này em có voi các bạn thoải mái luôn. Không sao hết luôn, thằng xịn mà. Nhưng con này không quả to, ai bát quả C đấy. Bát quả B cho em nha. Size 38 ngực to, bát quả B cho em, mút mỏng 1 phân nha các bạn nha. Ai lấy con này chốt cho em má beo. Má beo cho em nha, con này mút có 1 phân thôi. Má beo cho em. Rồi, beo nha, beo cho bà Mai Vũ này. Con này có hẳn masala lô ở bên trong nha. Beo cho Mai Vũ. Màu đỏ ngay tay chị. Ờ, chứ soi tia thế nào mà. Tia giỏi đấy chị, còn chưa nhìn thấy rồi, đã nhìn thấy rồi. Đây con này màu gì này? Con này 36 này, con này màu kem đẹp quá này. Má beo hết rồi. Này. Con này đẹp lắm luôn nha các bà nha. Ủa tem mắt lủng lẻng này chắc lại có giá rồi. Size 36 cho em, mút 2 phân rưỡi nha các bạn nha. Mút 2 phân rưỡi 3 phân cho em, size 36 form quả A. Ai lấy con này nha, chốt cho em mã hiệu nha. Mã hiệu cho em form quả A, mã hiệu có hạt massage lô bên trong, có lông ngực, có bàn tay lông ngực đây. Thế nha các bạn nha. Đó, rất là đẹp luôn. Size 36 form quả A, bản to 4 móc cài nha. Mã gì? Máy hiệu cho Nguyễn Huyền, anh Nguyễn sau, Nguyễn Huyền nha. Rồi, em vẫn còn một con nữa size 36 tiếp này, Nguyễn Huyền có lấy màu đỏ không này? À, có một anh Nguyễn này, cũng size 36 giống y sao luôn. Cái kiểu dáng của nó là y chang nhau nhưng nó là màu khác nha em nha, đấy, màu khác luôn, cũng mút 2 phân dưới 3 phân quay đầu. Mút 2 phân rưỡi 3 phân quay đầu cho em y chang nhau nha các bạn nha. Bà lấy con này chốt cho em mã đỏ. Con này nó là size 36 đấy ạ. Size 36 phân quả A mã đỏ cho em. Mã đỏ. À, hàng này các bạn mặc về sướng lắm. Nó không giống như cái hàng đã bảo mặc hàng này rồi là không bao giờ muốn ra chợ. Mà nhìn cái áo ngoài chợ là các bạn nhìn chán ngay. Nhìn ngoài chợ nó lỏm lắm. Mã đỏ chốt cho su su nha. Em ra ngoài chợ mua chẳng bảo mặc được cái nào về em lại vứt xó. Thề luôn. 36 tiếp này. Hiệu đỏ hết rồi, 36 mút dày 4 phân. Quả này 4 dày 4 phân giống như con Vân Lẫy này. À, đúng rồi, con này 600-650 tiền Việt đây này. Mút 4 phân cho em nha, nhưng mà con này nó màu kem. Ai lấy con này nha, chốt cho em má kem nha. Mút 4 phân đấy ạ, size 36 mút 4 phân cho em má kem. Phải 36 nhỉ? Ờ à, đúng rồi, size 36 phong quả A, mút 4 phân nha. Má kem cho em, mặc những con này chất sướng dã man này luôn. Những con này chất sướng lắm. Má kem cho em nha, rất là đẹp luôn. Rồi kem cho Nguyễn Huyền.
kem cho Nguyễn Huyền nha. Nguyễn Huyền, mình nhé. Chưa nhìn thấy con nào màu xanh lá bà ơi. Con này 36 màu cốm cốm này. À đây con này đi, con này 38, con này đẹp này. Em thích màu này lắm, màu này nó nhẹ nhàng nhã nhặn. Rồi ok, thì Thủy muốn miếng nha. Này, trời ơi, con này nó là size 38 phân quả B cho em. Con này là có lỗ thông hơi, có lỗ thông hơi ở mặt bên trong và nó có hẳn mascara lô cho em, size 38 phân quả B. Con này màu kệ màu xám nhẹ nhàng này, con này đẹp này. Đấy. Rồi rồi, quên mất đấy. Size 38 cho em nha, bà lấy con này nha, chốt cho em má xám nha. Size 38 má xám cho em, có màu đen màu gì em có nha, các bạn nhìn là đẹp lắm. Đấy, các bạn nhìn cái gen của nó không? Rất là đẹp luôn nha. Má xám cho em mút 2 phân. Mút 2 phân, 2 phân rưỡi con này mà chất không đẹp nó cho giả lại cho em nha, chất rất là đẹp luôn. Má xám nha, size 38. 38 nha. Xám cho chị Văn Mai. Gửi từ từ đem nhắn tin phát nha, con bé mua sỉ này nó hỏi gửi hàng cho em chưa? Vẫn xe cũ à? Rồi. Mấy cái đệm dày mà ta. Đúng rồi, chỉ có size nhỏ thì mới có đệm dày thôi chứ còn size to không có đệm dày đâu. Đây 36 tiếp này. 36 này là giống như cái con màu đỏ và con màu kem vừa rồi ai chốt đấy, em bảo là hàng hiệu xịn đấy, chất xịn sò đấy. Đây là con màu đen đây này các bà này, còn 650 sao này. Đúng rồi. Đây nha các bạn nha. Đây nha, con này màu đen này. Có hàng massage lalo, có bàn tay lưng ngực mút 2 phân rưỡi cho em, size 36. Có A có B đây. Có A nha. Bà nào lấy con này nhá, chốt cho em mã 36 này, size 36 cho em nha, mã 36 phong quả A cho em. Chịu. Con này chất xuống cực luôn. Mã 36, đừng chốt đoán mã. Mã 36 cho em mút 2 phân rưỡi. Rồi 36 em chốt cho chị Văn Mai nha, chị Hồng Thắm lên sau này, chị Dương Liêm lên sau, Hồng Đỗ lên sau. Đây em lên con 34 chị Trò này. 34 siêu phẩm màu đỏ. Ai mặc 34 đi, lấy con này đi, mút 2 phân rưỡi. Bàn tay lưng ngực có la lô, size 34 phong quả B nha. Lưng ngực đẹp lắm, con này đẹp nha. Này, con này lên lưng đẩy ngực cho em nha các bạn nha, size 34 cho em nha các bạn nha. Con này đẹp cực kỳ luôn. Đây. Và lấy con này nha, chốt cho em mã siêu phẩm đi, size 34, mút của nó mút 2 phân, 2 phân rưỡi. Mút 2 phân rưỡi nha các bạn nha. 2 phân, 2 phân rưỡi, bản to 4 quy cài cho em. Bản to 4 quy cài, đẹp không? Đấy, ai mặc 34 lấy con này đi. Bà gì tháo tháo gì ấy nhỉ? Rồi siêu phẩm cho bà Hồng Thắm nha. Bà này đơn mới inbox qua tới nha. Ai đơn mới là inbox nha. Không hề kết thúc nay là chẳng biết tìm các bà phương trời nào đâu. Đây em lên một con màu gì đây này. Con này size 40 này, con này túi lại còn xịn sò này. Túi lại còn có cả quay sách cái này. Cái này size 40, dưới đề ngoài size 40. Mút 1 phân. Ôi giời, ngoài thì rõ ràng đề size 40, trong có size 34. Kiểu như trong kho ấy, người ta lém rồi ấy nhá các bạn nhá. Con này là size 34 cho em, các bạn là mút 1 phân. Size 34 mút 1 phân cho em nha các bạn. Không biết đâu. Đâu? Không làm sao hết. Đầu mắt ảnh của hoa mắt. Thần. Rồi con này size 34 cho em nhá các bạn nhá. Mút 1 phân này, ai lấy con này nhá, chốt cho em mã 34. Mã 34 cho em nha. Nguyễn Huyền ơi, đợt này em gửi GNT inbox lại cho em địa chỉ đi. Ví dụ như lúc trước em gửi về Viettel ấy thì là nó còn lưu địa chỉ ở trên app. Thế nhưng mà giờ gửi GNT, gửi inbox lại cho em địa chỉ đi. Đấy, bà nào lấy chốt gì nhỉ? Đã quên mã rồi. Em lại quên mã rồi. Con này size 42 này. Con này đẹp dã man luôn. Con này có phải nói là cực phẩm cho các bà luôn nha. Con này là su miếng nha các bạn nha. Con này su miếng nhá, không đường viền cho em. Các bạn biết vì sao không đường viền không? Em có một bạn khách nhá, chỉ thích mặc cái loại không đường viền này thôi. Nó không có một vết hằn nào lên trên người luôn. Đẹp cực luôn. Su miếng nhá, size 42.
Size 42 cho em nha. Nhưng mà con này còn khủng khiếp hơn, nó là form quả C nha các bạn. Nhưng con này đẹp cực luôn. Hàng xịn đấy, con này đẹp cực luôn. Mà lấy con này nha, chốt 42 cho em nha các bạn nha. Chốt má 42 cho em. Đẹp xuất sắc con này luôn. Con này ở bên ngoài nó vừa là su miếng này. Các bạn nhìn cái họa tiếp chìm của nó không? Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, má này cho bà gì nhỉ? Bà Văn Mai, à Mai Vũ này. Mai Vũ nha. Còn màu gì đấy này. Các bà bây giờ đang thích size gì comment lên đi nào. 36 này, 36 mút dày 4 phân này. Đúng rồi, em like hai máy đấy chị ơi. Giờ này đang hai hai máy, giờ này mất tương tác like hai máy đấy. Size 36 mút 4 phân cho em nha các bạn nha. 650 nhân Việt Nam này. Đây đẹp không? Xịn sò chưa? Ai lấy con này nhá? Chốt cho em mã số 1. Size 36 mút 4 phân rưỡi cho em. Con này 650 tiền Việt Nam, mã số 1 cho em này. 650 mà mua của nhà em có 50.000 cơ mà. Quá rẻ. Cơ mà 650 mua được mấy cái áo rồi, mà mười mấy cái áo nhà mình. Form A đây. Rồi số 1 cho Hồng Đỗ này, Nguyễn Huyền Sau này. Bà Hồng Đỗ này biết báo chất từ bao giờ, bây giờ báo được hai cái đấy. Mạng bá chưa? Hồng thắm à. Ờ, Hồng Đỗ khác, Hồng thắm khác. Ai thấy sai gì comment lên đi. Để tìm sai cho nào. Con này 38 này, có bạn nào 38 không? Lên màu kem luôn nào. Con này 40 rồi. Đây con này 38 này đẹp này, con này form bra này. Con hồng nhạt size 40 á. Đây 38 này, 38 mút. Sau lúc nào tôi làm đơn thì tôi chụp con đấy qua tôi xả cho. Tớ còn chưa được con nào. Con này size 38 cho em nhá. Mút 2 phân rưỡi 3 phân này. Size 38 form bra, con này nên đẹp không các bạn ơi? Bà là lấy con này nhá. Chốt cho em má 38, con này đẹp lắm luôn nha các bạn nha. Má 38 cho em. Con này đẹp cực luôn, 2 phân rưỡi, mút 2 phân rưỡi 3 phân. Đây này, các bạn nhìn cái họa tiết ở trên áo của nó, xinh cực kỳ luôn nha. Đấy, con này xuất sắc luôn, con này toàn dương ngược thôi. Đấy. 38 38 nha. Má 38 cho em, mút 2 phân rưỡi 3 phân đấy ạ. 38 cho tôi su su nha. Này. Đây là 36 đen này. Con này size 36 đấy các bạn nha. Đây để tôi tìm cho. Size 36 form quả A, mút 2 phân rưỡi. Ok. Đây con này, ô con này chất sướng lắm, con này co giãn thoải mái nhẹ nhàng này. Con này size 36 form quả A cho em, mút 2 phân rưỡi. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em má đen. Má đen cho em nha các bạn nha. Ủa chị Thanh Vũ ơi, mua đi, mua lần này đẹp lắm luôn. Lần này chất của nó xịn cực luôn. Này, đằng sau của nó như thế này nha các bạn nha. Đấy, má đen cho em. Sao em gộp đơn đi của chị đi lần trước đi, xong rồi đi cùng đơn của chị. Thôi, má đen nha. Đen này, đen này cho chị Thanh Vũ này. Chị Bình Nguyễn bên sau nha. Sao em gộp đơn lần trước chị đi đâu có một cái áo, một cái váy gì vẫn quẩn đây em vẫn giữ đấy. Thanh Vũ này. Con đen này quai của nó như quai thể thao các bạn, là size 34 này. Con này lửa bát thôi nha, lửa bát mút mỏng 1 phân. Lửa bát mút mỏng 1 phân size 34 cho em. Ôi con này chất co giãn lửa bát, ai mà có bà nào mà ngực tròn mà con này nó đẩy ngực lên rất là đẹp luôn này. Bà lấy con này nhá, chốt cho em má gen. Má gen cho em, con này co giãn thoải mái nha các bạn, co giãn sướng lắm. Má gen cho em nha. Đây nó như thế này. Má gen size 34. Lửa bát thôi, con này là lửa ngực, mặc lửa ngực nha các bạn nha. Con này là mặc lửa ngực đấy. Má gì nhỉ? Em mà mặc má con này là má gì? Má gen nha. Con này là má gen size 34, má gen. Con này size 36, 300 này, 40 là 43, 12 nữa là 120 này, 420, 450. Má gen cho bà Thanh Vũ. Con này 450 tiền Việt Nam nha các bạn nha. Từ từ đợi em lên phát nha. Gen cho bà Thanh Vũ này. Mình đốn mã mà. Sao vẫn không
không chốt được vì mạng chị chậm. 2 phân rưỡi này, mút 2 phân rưỡi 3 phân cho em. 2 phân rưỡi 3 phân, size 36 phong quả B nha các bạn nha. À phong quả A xin lỗi. Size 36 phong quả B à quả A cho em nha. Bảo lấy con này chốt má xám cho em, con này đẹp. Má xám cho em nha các bạn nha. Không chốt được. Má xám cho em, con này đẹp lắm. 450 tiền Việt này, chất sướng xịn sò bản to 4 móc cài nha. Con này nó là không đường viền. À có đường viền, con này có đường viền. Này, đẹp không? Má xám cho em nha. Ai thích đen không? Bây giờ còn một đống đen này. Má xám, đem lên 40 nữa cho. Tưởng gì chứ 38, 40 rất nhiều như quân Nguyên chứ các chị ạ. Xám cho chị Bình Nguyễn này. 38, 40 em nhiều như quân Nguyên đấy nha các bạn nha. Đây, bà là muốn chia đẩy ngược thì lấy con này cho em. Chia ngược nha, size 40, không có B này. Có B, có C đều được này. Size 4, con này 40 nha, phong quả B, quả C cho em. Con này mút 2 phân rưỡi nha. Bào lấy con này nha, chốt cho em má hoa nha. Má hoa cho em, má xám của chị Bình Nguyễn rồi nha. Má hoa cho em. Con này bán to 4 móc cài, con này mặc xuống cực kỳ luôn. Nó sẽ co giãn thoải mái cho mọi người, nó không bị chặt ấy. Kiểu như là cái vòng vòng của mình nó ra đến đâu ấy thì nó tự giãn ra đến đấy. Cái con này đặc điểm của nó là như vậy nha các bạn nhá. Má hoa cho em này, má xám của bà Bình Nguyễn nha. Con này mút 3 phân, 2 phân rưỡi 3 phân cho em, size 40. Con này có hạt thông hơi ở đây, à có lỗ thông hơi nha, lỗ thoáng ấy các bạn ạ. Đây. Ai lấy con này nhá, chốt má 40 cho em. Con này nó làm mút 3 phân đổ lại cho em nha. Mút 2 phân rưỡi 3 phân con này cho em nha. Bạn nào lấy con này chốt cho em má kem. Má kem hoặc má 40 cũng được. Má kem đi cho thống nhất một má đi. Con này mút 2 phân rưỡi đấy. 2 phân rưỡi đến 3 phân này, đẹp cực kỳ luôn. Má kem cho em nha. Rồi hoa cho bà Minh Kim nha. Các bạn nhìn ở trên này các bạn không nhìn rõ những cái chi tiết ở trên cái áo của nó đâu. Về nhận hàng xem nó rõ ra rồi mân mê rồi mình thích nha. Đẹp lắm luôn. Cái chi tiết ở trên áo của nó đẹp lắm. Má gì nhỉ? Con này là má kem nha. Minh Kim ơi em vừa con này lấy con này size 40 đấy. Con này đẹp xịn sò. Hoa cho má Minh Kim này. Đây. Hoa cho Minh Kim, con này đẹp rất ngoài lấy á. À đây vẫn còn con beo nữa này, con beo size 38 này. Beo size 38 mút 1 phân cho em nha. Có hạt massage lalo, con này phong quả B. Phong quả B cho em, có thấy em chị chốt cho em rồi. Đây nha, size 38 cho em, phong quả B cho em nha. Mút 1 phân nha, không gọng, mút 1 phân. Có hạt massage lalo, ai lấy con này nha. Chốt cho em má 38, con này đẹp lắm à. Má 38 cho em nha, má 38. Con này quá đẹp luôn. Con này không đẹp, còn không có con gì đẹp nữa. Đây nha, đẹp không? Má 38 nha. Các chị chốt mã, đừng đoán mã. 38 các chị Văn Mai nha. Chị Văn Mai. Beo hồng đó lấy không? Là thế nào? Beo hồng là beo gì? Ai có size 34 không? Em có con này form 34. Ô con này còn bà các bà mặc size bao nhiêu nữa nào để lên. Ở đây con này đi. Con này 38 đẹp này. Con này là có dây rút nha các bạn nhá. Cúp ngực nha. À đâu? Ờ các đúng rồi. Con này nhá size 30 38 à? Size 38 cúp ngực cho em, mút 2 phân rưỡi nha các bạn nha. Mút 2 phân rưỡi 3 phân này. Size 38 mút 2 phân rưỡi 3 phân. Nó có cái dây ở đây nha. Về các bạn tự đan nha. Bà nào muốn lưng ngực lên nha thì đan cái dây này vào xong chít xuống buộc vào là xong này. Bà nào mà lúc nào không thích mặc cúp ngực nữa nha thì có cái dây ở đây nha, lồng cái dây vào nha lại thành áo có quai nha. Đấy, cái con này nó là như vậy. Size 38 mút 2 phân rưỡi 3 phân. Con này quá đẹp luôn. Bà nào lấy con này chốt cho em mã đẹp nha. Má đẹp cho em, con này đẹp lắm. Má đẹp cho em, mặc cúp ngực cũng được. Mà đây nó nói chung là có đủ dụng cụ trong này rồi. Bà nào về thích mặc món thế nào thì mặc nha. Má ăn má gì nhỉ? Lại quên má nói một thôi một hồi phát quên xứ má luôn. Đen nhục. Má đen đúng không? Má đen hay má đẹp đúng không? Đẹp cho chị Thanh Quyên này. Đẹp
đẹp cho chị Thanh Quyên nha. Ơ con này đẹp lắm. 36 màu kem này. Không phải màu kem, màu này là gọi là màu gì không biết, không biết gọi nó là màu gì. Em ngu màu lắm. 36 không quả B này, màu anh Nguyễn đâu rồi? Hình như bà hỏi tôi 36 không quả B đúng không? Bút 2 phân rưỡi này. 36 nhá, phom quả B cho em, mút 2 phân rưỡi su trơn luôn. Con này không đường viền nhá, không đường viền này mặc sướng lắm luôn ấy, mặc nó không bị hằn một tí nào lên người luôn. Đấy. Bao lấy con này. Chốt gì nhỉ? Chốt má 36. Chốt má 36 cho em nha, phom quả B. Phom quả B má 36 cho em nha. Này đẹp không? Má 36. Em xem lại cái 38 nào. Cô ok, tâm lý con 38 nào nhỉ? 38 nào? Minh Kim ơi, 38 nào? Có 40 thôi. Rồi, 36 quả B này của bà Bình Nguyễn bán lần đầu tiên nha các bà nha. Bảo anh Nguyễn hôm nay chậm thế chứ này. Chị Thanh Vũ sau. Bà Giang Trần sau, bà Văn Mai sau. Bình Nguyễn này. Có con nào thấy size 34 không? Chưa nhìn thấy. Chưa nhìn thấy chị Mạc Quyên ơi. 40 mút mỏng này. Ở đây con xám xịt này là con màu xanh xanh xám xịt này. Nó là màu size bao nhiêu đây? 36 quả B, à 36 phong A phong B đây. 36 phong quả A nha các bạn nhá. Con này mút 2 phân rưỡi này. Con này mặn à. À con này nhá, chất của nó sướng lắm. Chất của nó co giãn thoải mái cho mọi người luôn nha các bạn nhá. Chất co giãn thoải mái. Size 36 phong quả B, mút 2 phân rưỡi. Bà nào lấy con này nhá, chốt cho em mã gen. Con này đẹp lắm luôn. Đoán thế mà mới kêu. Má gen cho em nha. Đây các bạn không, nhìn đẹp không? Xuất sắc luôn nha, má gen. Bản to 4 móc cài. Size 36. Má gen, má gen, má gen. Gen không phải má đen đâu, gen. Gen cho chị Giang Trần. Oanh Nguyễn lại sau. Bà này hôm nay bà làm sao, bà kém lắm ấy. Giang Trần nha. Minh Kim ơi, lúc này em hỏi chị con 38 nào. Lúc đấy chị từ lấy giờ chị like toàn 40 đấy. Toàn 40 này. Ở đây em vẫn còn một con beo nữa này. Ô, con beo 38 này. Cái đen vừa xong ấy. Cái em chốt rồi à, Minh Kim ơi. Cái em chốt rồi á. Giờ chị ném ra đúng rồi, không nhớ. Hình như cái con đấy của em giống như con này đúng không? Chị cũng không nhớ, ủ tích nhớ đâu. Sau đó tí inbox qua chị chụp lại con đấy cho mà nhìn. Con này nó là mút mỏng một phân nha các bạn nha. Có hạt massage alo ở bên trong, size 38 quả B. Size 38 quả B con này cho em nha. Bà lấy con này nha, chốt cho em mã 20. Bà lại đoán mã rồi. Mã 20 cho em, mút mỏng một phân nha các bạn nha. Mút mỏng một phân. Má 20 cho em. Cái này là cái tem nó dán ở trong này thôi, không phải cái gì đâu. Mà là nó cái đoán mã không cũng chết. Rồi, má 20 chị Giang Trần này. Cái này chết đấy chị Bình Nguyễn đấy. Còn đoán mã là đã đến 2 mã rồi, mới không vừa. Rồi, đây cho chị Giang Trần nha. Con này 38 tiếp này. 38 cho em nha. Này con này xinh không? Con này của nó mút 2 phân rưỡi 3 phân. Mút 2 phân rưỡi 3 phân cho em. Size 38 cho em nha. Con này bờ ra này các bạn này, đẹp không? Đấy, bà lấy con này nha, chốt cho em mã đỏ nha. Mã đỏ cho em, size 38, mút 2 phân rưỡi 3 phân. Mã đỏ. Mã đỏ, Minh Kim ơi, em lấy con này vừa này. Mã đỏ này, con này 2 phân rưỡi 3 phân đấy. Cái loại này ấy, mút 2 phân rưỡi 3 phân là to đấy, hiếm có loại 4 phân lắm. Đẹp không? Trời ơi, con này quá xịn luôn. Má đấy lại đoán. Đó chị Bình Nguyễn này. Là thế nào chị Thanh Nguyên ơi? Đúng rồi, hàng này nó là hàng Quảng Châu xuất Nhật mà chị ơi. Hàng Quảng Châu xuất Nhật. Hàng này chị cứ về mặc đi, em đảm bảo chị đẹp cực kỳ luôn. Em bán cả nghìn cái rồi.
Xí em còn về lần nào phát ôm cả nghìn luôn. Hàng này là hàng Quảng Châu xuất Nhật. Không còn con màu gì nữa không nào. Đa phần hàng Nhật, hàng Mỹ, hàng Hàn toàn là hàng Quảng Châu xuất sang chứ làm gì có hàng hiếm khi có hàng nó là tự đất nước nó sản xuất là rất là hiếm luôn, hàng toàn là hàng của Trung Quốc xuất sang thôi. Nhưng chẳng qua là cái hàng xuất sang của nó ấy, thì cái chất lượng của nó khác, chất liệu của nó khác, phải đủ tiêu chuẩn của người ta mới lấy. Chứ không biết vì sao em không gọi cái này hàng, tại vì cái hàng này xuất Nhật này, cái tem bây giờ nó vẫn còn là tem của Trung Quốc. Cái này chỉ biết vì sao, tại vì nó chưa kịp xuất đi Nhật này, có cái công ty này chuyên sản xuất hàng chưa kịp xuất đi Nhật đấy, có thể là công ty người ta phá sản này hay là một cái vấn đề gì đó thì người ta thanh lý cho những cái kho hàng si ấy. Thế đâm ra là mình mới mua được cái giá rẻ như thế này. Còn nếu mà đích thị mà các bạn mua những cái này ở bên Trung Quốc ấy toàn 700-800, 1 triệu một con hoặc hơn triệu một con. Còn nếu mà các bạn vào siêu thị Việt Nam mua những con này toàn 300.000 đến 400.000 một con đấy. Nên em phải nói rõ luôn cho mọi người như thế, không thì sao mọi người lại bảo là tại sao hàng này lại có tem Trung Quốc, hàng này là chưa kịp xuất đi nha các bạn nha. Thế thì nó mới có cái giá như thế này. À, trời ơi, em tưởng món gì cơ, từ nãy đến giờ. Má gì, từ nãy giờ má là gì? Hết má đỏ chưa, má đỏ ai nhở? Má đỏ chị Bình Nguyễn nha. Thế hai chị ở gần nhau không, ở chị Bình Nguyễn không? Bây giờ chị chốt cho người này, chốt cho người kia, sao em không nhớ đâu. Hai chị mà ở cùng nhau ấy, thì chốt về hai bà chia nhau nha. Có đi chung đơn không thì hai bà về chia nhau. Chứ nếu mà bây giờ mà sao chị bảo chị chốt con này chốt cho con kia, phải ghi cho chị xong rồi lúc lại lộn cho người kia, thế sao rất là khó. Thế nên nếu mà hai chị mà ở gần nhau thì chốt chung về chia đôi. Con nào của ai người đấy lấy. Con này size 42 cho con bú nha, ai cho con bú lấy con này cho em. Size 42 mút mỏng một phân, có lỗ thông hơi nha, rất là đẹp luôn. Bà nào lấy con này chốt xám cho em. Size 42 mút mỏng một phân, má xám cho em. Má xám cho em nha, con này gần 700.000 tiền Việt này. Má xám cho em nha các bạn nha. Má xám. Nói hơi một hồi hết cả hơi luôn này. Má xám cho em nha. Size 42. Rồi thế thì hai chị về chia nhau. Má xám. Về chia nhau nha các bạn nha. 36 tiếp này. Con này mút dày này, con này chắc phải mút khoảng độ tầm 3 phân đấy. Má đỏ em không được Minh Kim ơi, má đỏ là chị Bình Nguyễn, chị lên đầu tiên xong mới đến em, chị không có đọc mã nữa. Con này mút 3 phân. Mút 3 phân cho em nha. Con này nó không có đường viền nha, mặc rất là thích luôn con này luôn. Size 36 form quả B, anh Nguyễn đâu con này bà vừa này. Size 36 form quả B cho em nha. Mút 3 phân, ai lấy con này chốt cho em má 36 nha. Má 36 cho em. Má 36 ạ. Em không được, chị chốt lên mã nào trước là chị sẽ đẩy cho người đấy luôn, chứ không phải thiên vị đâu. Chứ bà Bình Nguyễn bà chốt một mã rồi ấy, chị chỉ thích chốt. Ví dụ như bà nào ấy, thực ra là chị không thiên vị bao giờ đâu, không bao giờ thiên vị. Nhưng mà ý, nhiều khi ấy, chị cũng muốn là chốt san xê ra. Ví dụ như người chỉ được 6, 7, 8 cái, người chỉ được 1, 2 cái như thế chị cũng không thích. Chị thích bây giờ mỗi người 4, 5, 6 cái cơ, như thế cơ. Rồi 36 cho bạn Hồng Đỗ này. Hồng Đỗ này gì cái sau rồi, Thúy tiếp thì sau rồi. 36 tiếp này, 36 mút dày và khóa này. Mút 4 phân cho em nha. Có bàn tay nhá, lưng ngực ở bên trong, khóa kéo ở đằng trước đây này các bạn này. Lưng đẩy ngược ở đây cho các bạn nha. Đấy, bà nào thích mặc lấy kíp thì kéo cái khóa lên nha. Size 36 form quả A cho em. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em má gì nhỉ, má kem đi. Chốt cho em má kem nha. Má kem cho em. Mút dày quá à. Má kem cho em nha. Bản to 4 quy cài nha các bạn nha. Bản to 4 quy cài. Là gì nhìn vòng nha. Hôm nay chị lại lượn được vào like để xem mà. Em tưởng bây giờ gần Trung Thu chị còn đang tất bật làm bánh Trung Thu chứ. Kem của bà Hồng Đỗ luôn này. Đấy bà này bây giờ mặc nhanh nữa này. Rồi. Cái bãi chiến trường này bây giờ là chỉ có màu đen thôi. Hết những cái màu khác rồi đây này. Size 30. Ai có 34 không? Ai mặc 34 không? Bây giờ toàn thế 40 với lại 34 này. 38 này, ôi 38 này đẹp. Thôi em lên con 38 này chắc rút dày đấy. Rút 2 phân rưỡi này.
Con này đẹp lắm luôn nha, ai vừa con 38 thì lấy luôn cho em con này luôn nha. Này các bạn nhìn cái ren nó làm này đẹp không? Size 38 mút 3 cân quay đầu cho em, 38 không có B. Size 38 cho em nha, không quả B cho em, mút 3 phân quay đầu nha em nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em má đen. Chốt cho em má đen nha, má đen cho em. Con này có hạt thông hơ, à có cái gì nhỉ, có lỗ thông hơ nha. Má đen cho em. Size 38, má đen này. 36 này. Con này mất cái rút rồi đâu. Đen cho vào hồng đỗ này. Ủa em ném ra bây giờ thì chị bảo em là sao em nhớ được cái con đấy, nó là con nào nó luôn. Ở đây. Đây từ từ. Từ từ mã đen hết rồi nha, đen của hàng đỗ rồi, đây. Đây nha, đây 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 nha, cái con đỏ này đây, bà hồng đỗ con đấy không này, nếu mà không đấy nhường sang cho Minh Kim này. Đây nha. Nếu không lấy nhường sang cho Minh Kim. Đây nha. Size 38 không lấy nhường sang cho Minh Kim. Ở đây đợi em cái. Đây có hạt massage, có lông ngực. Mút 2 phân rưỡi. Mút 2 phân rưỡi nha. Bà Hồng Đỡ có lấy không? Ok đây. Nếu lấy thì ok, không lấy thì bảo xả. Viết một chữ xả đây là xong. Hoặc là lấy thì bảo ok nha. Để ấy thì không thì để em nhường sang cho bà Minh Kim. Rồi con đen này là của Hồng Đỡ rồi. Lấy rồi ok, lấy thì hả? Rồi thế về các bạn chia nhau mới phải chọn lại. Size 38 này. Mút dày nha, con này giống hệt con màu đỏ này này. Minh Kim ơi này, lấy không này? Lấy không này, chị ưu tiên cho mày này, cho mày đủ đơn này. Mút 2 phân rưỡi được không em? Mút 2 phân rưỡi đây nha. Mút 2 phân rưỡi giống hệt con màu đỏ nhưng nó là màu đen nha. Minh Kim này nếu lấy thì ok cho chị này. Đấy, size 38 nha. Đấy. Nếu lấy thì ok. Không có B. Đẹp cực luôn. Đấy nha. Đẹp không? Bà Minh Kim lấy ok nha, không để tôi đọc mã nha. Giống y hệt con kia. Nhiều comment nó trôi không nhìn thấy đâu nha. Ô, con beo này con beo nhạt này. Con beo này là beo trắng này, con lấy là con beo vàng, còn con beo này là beo trắng. Con beo này nó là beo trắng nha các bạn, khác hẳn con beo con lấy là beo vàng nha. Ờ đây đợi tôi tí nha. Size 38 nha. Size 38 cho em mút mỏng 1 phân này. Để tí tôi xem có rồi ok chắc cho Minh Kim này. Size 38 mút mỏng 1 phân cho em nha các bạn nhá. Con này form quả B này. Mút mỏng 1 phân, ai lấy con này chốt cho em má beo. Mút mỏng 1 phân má beo cho em. Con này là beo trắng khác hẳn beo vàng. Nha. Đây. Con này má gì nhỉ? Má beo đúng không? Thôi. Chào chị Hoàng Hương nha. Cái này là của ai nhỉ? Rồi má beo của chị Văn Nhiêu này. Con này của Minh Kim này. Con này của chị Văn Nhiêu nha. Nhiều này. 36 này. Giờ em còn toàn màu đen thôi. 36 phong quả A nha các bạn nha. Mút 2 phân. Đâu, chị có được con beo trắng đâu. Áo bò ra cho các bà không. Hôm trước em định mở bịch áo bò ra đấy. Các bạn nào thích áo tập áo bò ra không? Để hôm nào em mở một bịch để bán cho các bà. Đây nha. Con này size 36 phong quả A cho em mút 2 phân. Ai lấy con này chốt đen. Má đen cho em nha. Má đen cho em. Má đen ạ. À. 34 này, giờ nó cả 34 nữa này. Con đây còn con 40 này. À bà Mai Vũ hỏi 40 size màu đen nhỉ? Bây giờ để tìm 40 màu đen nha. Đây 40 màu đen đây. Hai con 40 màu đen liền này. Rồi đen nha, đen của bà Bình Nguyễn này.
40 này. 40 mút mỏng 1 phân nha. 40 mút mỏng 1 phân cho em này. À đâu, size 38. Nhầm, nhìn nhầm. Size 38 phong quả B cho em mút mỏng 1 phân nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em má 38 cho em. Má 38 cho em mút mỏng 1 phân, con này lên đẩy ngược này. Má 38 cho em nha. Đẹp cực luôn nha các bạn nha. Con này có cái lỗ thông hơi bên trong ấy ạ. Má 38. Đây, em còn mút mỏng đây này. Chị ơi, má 38 lấy đi này. Hồi 38 thương chị Văn Mai nha. Chị Văn Mai với chị Văn Nhiều này là hai chị em ạ. Còn 36 nữa này. 36 màu cốm này. Ôi, này còn mấy cái các bạn ơi. Con này size 36 cho em phong quả A, mút 2 phân. Rồi, ok chị. Size 36 cho em phong quả A nha, mút 2 phân cho em. Ai lấy con này chốt cho em má cốm này. Phong quả A cho em nha, má cốm cho em. Cốm 36 Bình Nguyễn này. Này 40 mút mỏng một phần. Ui, con này đẹp lắm luôn. Bà Mai cũng còn xem luôn này. Ai size 40 đấy con này cho em. Con này siêu đẹp luôn nha các bạn nha. Nhìn này, con này có mút có một phân thôi nha. Bà Mai Vũ ơi, màu đen con này quá đẹp luôn. Con này xịn sò luôn này. Size 40 luôn này. Size 40 nha, mút mỏng một phân cho em nha. Ai lấy con này nha, chốt cho em má đẹp nha. Con này quá đẹp luôn. Má đẹp cho em này. Con này tôi thấy bà hỏi tôi là size 40 đấy, mút mỏng này, màu đen đây này. Còn xem chắc người ta like rồi không biết, con này đẹp. Má đen cho em nha. Em có một con nữa này, cuối giờ còn con một con cái vật tay để rút ấy để bẩn lên các bà này. Thế đâu ra là không may em có rút áo ngực ra nha. Cái bẩn này nó không bao chạm vào cái áo ngực của mọi người nha. Thì là về giặt lại cho em nha. Chứ hàng này em bảo là mới. Kiểu như cái túi bóng ở bên ngoài này các bạn này, người ta vứt ở trong kho ấy, thế đâu ra là nó bẩn đấy nha. Chết, bây giờ mới để ý đến cái tay. Quá thôi. Hi, con này đẹp không? Trời ơi, con này siêu phẩm luôn này. Con này là size cho bà nào mà mút 3 phân quay đầu cho em nha. Mút 3 phân quay đầu cho em, size 34 phong quả B. Con này đẹp. Size 34 cho em phong quả B cho em nha. Ủa, con này đẹp quá này. Ai lấy con này nha, chốt cho em má sen. Con này đẹp lắm luôn. Má sen cho em nha. Siêu phẩm luôn. Mút 2 phân rưỡi 3 phân, má sen cho em nha. Quá đẹp luôn này. Trời ơi. Má đẹp cho Hải Yến Phạm nha. Hải Yến Phạm này có đơn. Có đơn nên book qua tới nha, chắc chắn lấy hàng cho tới nha. Rồi má sen là size 34 đi nha, Diêm Nguyễn nha. Rồi size 34 này chốt cho là Diêm Nguyễn này. Tối này em. Không biết là mấy móc cài chưa nhìn. Má đẹp 4 móc cài Hải Yến ơi. Má Diêm Nguyễn này inbox nha. Má gì? Con này 4 móc cài nha, nếu bạn lấy ok tới nha. Bạn gì đấy? Bạn Diêm Nguyễn à, bạn gì nhỉ? Bạn Hải Yến Phạm ấy, nếu lấy thì ok nha. Đó là con tinh màu đen, màu gì. Tối em đi vào sân xám chị ơi. Hẹn rồi. Không biết có bán được không, mà đẹp lắm. Hôm qua em có ý kiện tối hôm qua nha các bạn nha. 77 con dáng dài, chưa có một kiện hàng nào mà ra 77 con dáng dài luôn. Bình thường em bé hay mặc size bao nhiêu thì chỉ chốt size bấy nhiêu. Em có cái size 32 đấy. Con này nha, size 36 phong quả A cho em. Con này 2 phân rưỡi này. Size 36 phong quả A, dáng bờ ra. Đây, con này đẹp lắm luôn. Bà lấy con này nha, chốt cho em má vàng đi. Con này má vàng cho em này, con này xinh lắm. Size 36 phong quả A, má vàng. Con này chất đẹp cực luôn. Bản to 4 móc cài. Má vàng cho em nha, con này yêu lắm luôn. À, áo bờ ra, áo bờ ra mà đã mở đâu. Áo bờ ra chưa mở.
áo bờ ra, áo tập em không mở, lần trước em mở lần rồi nhưng mà lâu lắm em không mở rồi. Hải Yến Phạm inbox nha. Vàng của chị ngang Nguyễn này. Vàng của chị ngang Nguyễn, chị Tiên Kim sau. Size 40 mút dày này. Mút dày size 40 mút dày 3 phân nha. Size 40 mút dày 3 phân cho em, có hạt thông, có thông hơi này, có hàm mát xa la lô nha các bạn nha. Size 40 mút dày nha các bạn, cái này mút dày đó. Mút 3 phân đấy. Bà nào lấy con này nha, chốt cho em mã đen nha. Mã đen cho em, mút 3 phân liền đấy. Mã đen cho em. Đây, nó làm kẻ đen như này này, các bạn nhìn rõ không? Mã đen nha. Xinh cực luôn. Ở bên ngoài các bạn nhìn thấy rõ, trên này các nhìn khó. Size 40, má đen, mút 3 phân. Có lẽ là mất cái kéo rồi, không phải bấm cái này. Còn con 38 nữa này. Con 38 này giống như con ấy này. Màu sáng á. Màu sáng mấy size bao nhiêu, mút dày hay mút mỏng? Lai thì có mấy con đây này, lúc đầu lai đây này, màu sáng này này. Còn giờ cái chỗ còn chưa lai này còn toàn màu đen thôi. Đây. Rồi mã đen nha, đen cho Minh Kim này. Chip chẳng lãi được bao nhiêu, bán mệt lắm. Bán chip đấy phải mỗi bà phải chốt phát chục cái thì mới được. Bây giờ mỗi bà một cái là khó bán lắm. Rồi má đen em hết rồi nha. Con này size 36 cho. Size 36 cho em, mút 2 phân dưới 3 phân này. Size 36 mút 2 à size 38. Toàn quên. Size 38 form quả B nha, mút 2 phân dưới 3 phân, có form bra ra trên rất là đẹp. Ai lấy con này nha, chốt cho em má đẹp. Má đẹp cho em nha. Lần trước em bán chip rồi. Bán hầu hết cả hồn luôn đấy, chẳng cây được lãi bao nhiêu cả. Bán chip không có lãi đâu, bán chip chỉ bán kèm với áo ngực thôi chứ còn không có lãi đâu, bán chán. Con này đẹp lắm, bà vừa lấy con này thì em nói thật con này siêu đẹp luôn á. Má đẹp, size 38. Chào chị Châu Mai nha. Đây em hãy con này cho. Con này 34 quả B nha. Mút 2 phân dưới. Ba size 34 quả B, mút 2 phân dưới. Ai lấy con này chốt má hoa cho em nha. Má hoa cho em này. Má đẹp của chị Bình Nguyễn nha. Má đẹp của chị Bình Nguyễn này. Đây chị xem cho. Có size 40 thôi em ơi. Có này size 40 đẹp này. Ai mặc size 40 mút 2 phân rưỡi 3 phân này. Size 40 nha. Mút 2 phân rưỡi 3 phân cho em. Form quả B nha. Quả B này ai lấy con này nha. Chốt má kem cho em. Mút 2 phân rưỡi 3 phân. Size 40 má kem. Còn mấy con đen giống hết nhau này. 34. Ai có 34 không? Có 34 dày này. Con này 34 đẹp. Má kem cho Su Su nha. Con này size 34 form quả B cho em. Có lưng đẩy ngược, có hạt massage la lơ. Mút 3 phân nha. Mút 3 phân cho em. Con này lên form đẹp lắm luôn. 300 này. 330 rồi này. 6318 này. Hơn 400 này, khoảng tầm 450 này. 450 tiền Việt con này cho em nha các bạn nhá. Mút 3 phân cho em, size 34 quả B nha. Ai lấy con này chốt đen cho em. Chốt đen cho em nha. Má kem su 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 nha. Con màu đỏ đấy hơi lạ luôn. Con đỏ đấy chị bán nghìn cái rồi chưa nhìn thấy con màu đỏ đấy luôn. Con đấy màu gạch gạch hay là màu gì ấy. Má đen này. Đen cho Diêm Nguyễn này.
su này. Con đỏ này là 34 rồi em ơi. Ơ thế là em nay hết sạch một bịch hàng rồi. Bây giờ chị mới hỏi em là bao tiền cái áo em. Chị Bình Nguyễn ơi, thế chị chốt từ đầu giờ chưa biết bao nhiêu tiền một cái à chị Bình Nguyễn. Tiêu đề bài em có ghi lên 50.000 một cái đây. Rồi con này size 34 form quả B cho em. Màu này cực kỳ lạ nha, em bán hết là 1.000 cái, 2.000 cái. Có nghĩa là lần trước là bán hơn 1.000 cái rồi. Lần này cũng bán đóng xỉ cho bà khách xỉ không biết bao nhiêu cái xỉ nhá. Thế mà có đúng một con duy nhất này thôi. Màu này rất là lạ luôn, chưa nhìn thấy bao giờ luôn. Ai lấy con này nha, chốt má 34 cho em. Mút 2 phân rưỡi 3 phân cho em nha. Size 34 quả B mút 2 phân rưỡi 3 phân. Ai lấy con này chốt cho em má đỏ 50.000 một cái. Má đỏ cho em này. Này phải size 42 nữa. Màu sáng size nhỏ á chị vào. Cái bịch này không có. Bịch này không có ấy chị ạ. Má đỏ của Diêm Nguyễn nha. Ui con này siêu phẩm luôn này, con này đẹp quá này. Size 34 quả B cho em siêu phẩm này. Con này quá đẹp luôn. Ai mà không lấy con này thì chỉ có phí thôi nha các bạn nha. Dòng này các bạn đi ra ngoài mua 4. Ui con này đẹp quá, hay em để lại mặc bây giờ chứ lại. Con này đẹp quá này. Con này các bạn mà đi ra ngoài mua 400.000, 300.000 con này ngay lập tức luôn nha. Này đẹp không? Con này size 34 form quả B cho em. Con này nó là mút mút phân dưới thôi các bạn ạ. Con này quá đẹp luôn. Ai lấy con này chút má gem cho em. Má gem cho em nha. Diêm Nguyễn ơi, hàng gen khác, hàng su khác và su pha gen rất là khác nhá bạn ơi. Tớ có ghim giá ở trên bài đấy, các bạn cũng để ý là sau lúc các bạn chốt một đống. Các bạn chốt xong rồi các bạn lại hỏi giá rồi đến lúc các bạn lại kêu. Em bây giờ cái giá 50.000 em có bao cả Facebook không, ai có cái giá 50.000 này luôn, cái giá hàng su pha gen này luôn. Các bạn đi like khác mua những con này toàn phải 80.000 một con. Em khẳng định luôn cho các bạn, hàng em đang bán này 80.000 một con. Không thì phải là 70.000 một con, cứ 70.000 một con, 80.000 một con, không bao giờ mua được giá 50.000, em đảm bảo luôn cho các bạn luôn. Chẳng qua em làm khách, em làm hàng này cho xỉ. Thế đâm ra là nhiều người hỏi quá em bỏ một bịch ra em lai lẻ cho mọi người rồi, chứ hàng này em về 1.000 cái, xỉ ôm hết cả 1.000 cái luôn. Đây em bỏ trộn lên một bịch để em bán thôi đấy. Rồi xem cho Phương nha. Trừ khi lúc nào bạn mua là hàng hàng bạn đợt trước bạn này bạn mua của tớ Diêm Nguyễn, thì như đợt đấy bạn làm mua của tớ là hàng gen chất không được thể được đọc bằng hàng này được, hàng su chất cũng không được bằng hàng này luôn, nên đừng nói gì. Rồi gen này cho Phương này, su khác, gen khác và su pha gen khác nhé các bạn nha, chất khác hẳn nhau. Hàng su lần trước em đã bán 50.000, 60.000 một cái rồi, lúc em xả thì là 35.000, còn đây em bà vừa mở bịch ra các bạn bảo em bán 35.000, lỗ chống gió thôi. Gen cho Phương còi này. Đúng rồi, lần trước là bạn mua hàng gen. Lần trước là bạn mua gen chứ không phải là mua ấy. Bây giờ là mấy cái màu giống hệt nhau thôi các bạn. Cái này size 40 này. Đỏ và diêm nha. Đây con này này, y gì như con màu con 34 vừa nãy, nhưng con này không to này. Con này size 40. Size 40 form quả C cho em mút mỏng nha. Size 40 form quả C cho em mút mỏng này. Đây là giống hệt như con 34 em vừa mặc đây này, nhưng con này form rộng này. Ai lấy con này chốt cho em má kem mút 2 phân nha các bạn nhá. Mút 2 phân cho em má kem, con này đẹp. Má kem cho em nha. Bản to 4 khuy cài. Cái con này bà Hải Yến vừa hay lấy thêm một con nó đi cho đủ đơn. Lúc sau này lúc còn một con em lại lo xả, có một con em lại lo xả ra. Con này đẹp cực luôn. Đấy, vừa lấy đi nha. Hết rồi. Con pha xanh đen này, con này size 36 form quả A mút 2 phân 2 phân rưỡi nha. Size 36 cho em form quả A mút 2 phân 2 phân rưỡi. Bà nào lấy con này chốt cho em má đen. Má đen cho em nha. Má
đen cho em. Còn mấy cái thôi, còn chục cái thôi, nó giống nhau em lên. Em lên cái nào các bạn vừa cái nào thì chốt, sau em nghỉ nay để chốt đơn cho tối em. Chiều còn làm sườn xám để tối nay nữa cơ. Kem cho Hải Yến Phạm này. Ba tư này, quy cài trước này. Má kem hết rồi nha. Size 34, con này là gì nhỉ? Khuy cài đằng trước nhá, khuy cài đằng trước mút 2 phân 2 phân rưỡi này, 2 phân này. Mút 2 phân cho em nhá, khuy cài đằng trước cho em nhá. Đây này, dáng của nó rất là đẹp luôn đây, cái khuy của nó cài đằng trước, đằng sau của nó đan dây như này cho em, size 34 nhá. Ai lấy con này chốt cho em mã dây nhá. Size 34 mã dây, khuy cài trước như này nhá. Đấy. Mút 2 phân rưỡi đổ lùi, mã dây. Còn bà nào hỏi size nữa không thì em lên cho, không thì nghỉ. Con này 34-40 giày này. Con này size 40 mút giày. Size 40 mút giày cho em, má đen. Mút giày 2 phân rưỡi, má đen cho em. Giờ được 34, còn được màu đen. Bà nào vào sau là thôi ấy. Rồi nó cả 42 đấy này. Còn là 42 đúng không này? Ô, con này chất sướng đấy. Ơ, à, con này con cho con bú này, ai đang cho con bú này? Má đen á. Chị Tuyên Kim ơi, chị lấy con 40 má đen này à? Đúng như ok cho em nha, bình thường em thấy chị rốt hình như có 34, 36 gì mà sao này trèo phát lên 40 này. Chị Tuyên Kim ơi, chị lấy con 40 em vừa like xong này à? Hay là con dây này? Hay là con đen pha gen như thế này? Em biết lấy con nào? Con này này, ai đang cho con bú đấy, con này cho em này. Ô tự dưng này, bây giờ lại thấy này, hay lắm này. Cả lô có con, lúc đầu ai nhỉ bà xâm lược thế, không ai chốt cho tí gạo bà xâm lược này. Thế này các bạn này, nó có cái bấm này này. Cái bấm này ra để mình mở ra cho con bú này, ở bên trong nha các bạn, không hề bít một tí nào nha. Bên trong nó lại khuyết một cái lỗ như thế này nhá, đấy. Đấy đẹp không? Đấy làm xịn xóa này cơ mà, đấy cho con bú. Ờ đúng rồi. Con này size tận 42 nha các bạn nha, size tận 42 áo ngực cho con bú này, bà nào lấy con này nha, chốt cho em mà áo đi, mà áo cho em. Không bà nào chốt cho tí bỏ bà kia vậy, bà kia bà cứ hỏi cái áo này mà con này không có. Má gì nhỉ, mà áo cho em nha, thì Tuyên Kim còn xem mấy thì ok cho em, không lấy lúc này sao lại nhầm size. Em giờ còn đúng size 40 đây các bạn ạ. Size 40 có một cái size 32 này nha. Anh có con nhỏ nhỏ này, sao mặc size 32 em có một cái này. Ôi giời, nó để size 32 mà ngoài túi vỏ size 32 nhưng trong size 36, size 36. Con này size 36 nha. Size 36 cho em, mà nào lấy con này nha, chốt cho em mã 36. Size 36 lấy cho em mã size 36 nha, không quả A. Size 36 phong quả A, má 36, mút 2 phân quay đầu. Đó, thế thì ok. Chị toàn không vọng thôi, hàng xu lúc này chỉ có không vọng thôi em ơi. Em mặc size bao nhiêu, đó, từ nó còn đâu. Đây, 36 tiếp này. 36 mút mỏng 2 phân này. 36 mút mỏng 2 phân quay đầu cho em, phong quả A nha. Ai lấy con này chốt cho em mã cốm này. Mã cốm nha. Thôi các bà ơi nghỉ đi, tại vì còn đọc có mấy cái toàn giống hệt nhau thôi, em nghỉ chốt đơn đây. Cứ hai cái này em đi đơn rồi nha các bạn nha. Hai cái là đi đơn rồi. Nghỉ thôi các bạn ơi. Đây là còn đọc giống nhau này. Còn đọc 38-40. Cái máy của em chưa nhắn, không có, đã gửi các bạn. Rồi nhá mọi người ơi, em kết thúc ngay ở đây nhá. Bạn nào có đơn thì inbox qua cho em, chốt đơn cho mọi người nhá. Không chốt đơn là sao em không tìm được mọi người đâu. Thoát kết thúc ngay cái là thoát ra cái là mất hết nha các bạn nhá. 36 đen nào. Chị Tiên Kim lấy con này đúng không? Đúng ok này. Này em kết thúc ngay đây.
nhé mọi người. Bye bye mọi người.